và đào tạo năng lực não bộ PMMO. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Mạnh Quốc. Cùng toàn bộ các trainer, nhóm medical team cùng với các y bác sĩ và tất cả quý vị khán giả và các bạn chúng ta đã có mặt trong buổi hội thảo buổi tối ngày hôm nay. Các nhân bệnh này là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu thế giới ở nhóm tuổi lứa tuổi là trưởng thành. Và mặc dù bệnh này rất là nguy hiểm như thế nhưng những triệu chứng của chúng là vô cùng mờ nhạt. Thì như chúng ta cũng đã biết rằng, trong cuộc sống thì chúng ta đặt ra khá là nhiều câu hỏi rằng liệu mình có mắc phải những căn bệnh này hay không? Và những thói quen hàng ngày của chúng ta có liệu có phải là nguy cơ để gây những cái căn bệnh nguy hiểm này? Và cách phòng chống, cũng như là điều trị những căn bệnh này như thế nào? Và để giải đáp cho những thắc mắc của quý vị và cũng như là giúp chúng ta có thêm những kiến thức hành trang để phòng tránh cũng như sẽ là tự làm thầy thuốc cho chính bản thân mình, thì ngày hôm nay Hội thảo Việt, Hội thảo JVN đã phối hợp cùng với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Châu Á xin được giới thiệu buổi hội thảo Hành trình tái tạo cơ thể, kiểm soát bệnh tiểu đường, ung thư và các bệnh nan y. Và chương trình này sẽ được chia sẻ bởi tiến sĩ kỷ lục gia thế giới người Ấn Độ. Và ông là người duy nhất trên thế giới hiện đang nắm giữ hai kỷ lục của thế giới về năng lực não bộ và cơ thể tại thời điểm hiện tại. Và cũng chính là tác giả của hơn 25 cuốn sách về tâm trí và cơ thể. Thì những phương pháp của ông đã thành công vang dội và có hàng nghìn người trên thế giới thuộc mọi ngành nghề đã sử dụng và có hiệu quả cao như là giáo viên, sinh viên, doanh nhân v.v. Và ngay bây giờ, Khánh Đương xin được phép mời tất cả quý vị và các bạn ở đây, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên và dành một tràng vỗ tay thật to để chào đón diễn giả của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, tiến sĩ Biswanath Roy Choudhury. Cùng với biên dịch viên Đạo Thị Dung. Good evening, friends. Xin chào mừng tất cả quý cô chú có mặt trong ngày hôm nay ạ. I welcome you all to today's workshop, this training program. Xin chào mừng tất cả quý cô chú đến với hội thảo tiểu đường ngày hôm nay ạ. It's a training program on how to cure diabetes. Chương trình của hôm nay chia sẻ làm sao để tìm hiểu một cái phương pháp để chữa bệnh tiểu đường. Nothing in this world can destroy your happiness more than you're trying to live with an illness, more than you're trying to live with a sickness. Không có điều gì phá hủy hạnh phúc của chúng ta trên thế giới này bằng cái việc là chúng ta sống một cuộc sống ốm yếu cả. Among all the animals on this planet, trong tất cả các con vật trên hành tinh này, humans are the only animal who suffer so much. Con người là cái loài vật mà bị bệnh nhiều nhất. Most part of our life, we are ill. Phần lớn cái cuộc đời này thì chúng ta bị bệnh. Here is 2016. Hôm năm nay là năm 2016. When it was 1916. Khoảng năm 1915. That is roughly about 100 years back. Có nghĩa là khoảng 100 năm trước. Even at that time, humans were not suffering from these kind of illness. Thì tại thời điểm đó, con người cũng không bị bệnh. There were no diabetes. Không có bệnh tiểu đường xuất hiện. There were no heart disease. Không có bệnh tim. Rarely there was any cancer. Rất hiếm ai đó mà bị bệnh ung thư. Nobody used to suffer from high blood pressure. Mà không ai bị huyết áp cao cả. There was nothing called high cholesterol. Cũng không có một cái khái niệm nào gọi là mỡ máu cao. But by the time it was 1945. Nhưng đến năm 1945. More and more humans started dying of heart disease. Thì càng ngày con người ta càng bị mắc bệnh tim. As you already know. Và khi các anh chị đã biết rằng. When humans suffer from some new illness. Khi nào mà người ta khám phá ra rằng loài người bị mắc một cái căn bệnh nào đó. Science and scientists try to find some solution. Thì các nhà khoa học luôn luôn tìm cái phương pháp và giải pháp giải quyết vấn đề. They try to invent some medicine or medication. Và họ tìm ra các phương pháp hoặc sáng chế ra các loại thuốc nào đó. But once they develop a medicine for an illness. Nhưng mà để sản xuất ra một cái thuốc để chữa bệnh. Before it is given to the human. Trước khi cái thuốc đó cho người sử dụng. On whom it is first tried on. Thì mình phải thử nghiệm cái thuốc đó trên đâu ạ? Trên con vật đúng không ạ? But for that they must have to find an animal suffering from the same illness. Nhưng mà mình phải tìm ra cái con vật cùng bị dính cái bệnh đó giống như con người. They cannot try the medicine on an healthy animal. Mình không thể thử cái thuốc trên cái con vật khỏe mạnh được. So in 1945. Chính vì vậy năm 1945. Scientists they developed some medicine for heart disease. Các nhà khoa học đã tìm ra thuốc chữa bệnh tim. But now they have to try it on some animals. Bây giờ họ phải thử nghiệm cái thuốc này trên các con động vật. For that they wanted to find some animal already suffering from heart disease. Và họ phải tìm ra cái con nào đã bị mắc bệnh tim rồi.
To their surprise. Và sau đó họ rất là ngạc nhiên. From all over the world. Trên khắp thế giới này. They could not find even a single animal suffering from heart disease. Họ không tìm ra cái con vật nào bị mắc bệnh tim cả. Just imagine. Bây giờ mình thử tưởng tượng. Today. Ngày nay. One third of the humans they die of heart disease. Mình có biết là hàng ngàn người bị mắc bệnh tiểu đường đúng không ạ? This means. Có nghĩa là sao ạ? In this hall. Trong phòng này. We are about 150 people. Có khoảng 150 người. Including me. Bao gồm cả thầy nữa. 50 of us are going to die of thì khoảng 50 người là sẽ bị mắc bệnh tim đấy, là chết vì bệnh tim đấy. Heart disease is so common among the humans. Bệnh tim rất là phổ biến trong số chúng ta. But in animals. Nhưng đối với con vật. There is no case of suffering of heart disease. Thì lại không có con nào bị mắc bệnh tim cả. No animal die of heart disease even now. Cho tới tận thời điểm bây giờ cũng chưa có con nào chết vì bệnh tim. Or at that time in 1945. Hay là tại thời điểm năm 1945. Finally, to test the medicine. Và cuối cùng họ kiểm tra cái thuốc này. Scientists decided to collect some healthy animals from across the globe. Rồi cuối cùng họ cũng chấp nhận là lấy những cái con vật khỏe mạnh nhất trên thế giới này, các con vật khỏe mạnh gom lại. They imported 15 monkeys even from India. Và họ chọn được 50 con khỉ, bao gồm cả 15 con khỉ Ấn Độ đến từ Ấn Độ. Because at that time. More and more Indians were dying of heart disease. Bởi vì tại thời điểm đó là ở Ấn Độ nhiều người bị mắc bệnh tim. Even today. Thậm chí là ngay tại bây giờ. India is having the highest number of deaths because of heart disease. Ở Ấn Độ tỷ lệ chết vì bệnh tim là cao nhất trên thế giới. According to World Health Organization (WHO). Theo như thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). If in a single day 100 people die of heart disease across the globe. Nếu như trong một ngày mà có khoảng 100 người chết vì bệnh tim. Then 60 are Indians. 60 người thì sẽ 60% là đến từ Ấn Độ. And 40 from rest of the world. Và 40% là đến từ các nơi khác trên thế giới. So scientists decided to collect some monkeys from India as well. Và mình sẽ biết là ở đó thì có. Scientists decided to collect some animals from India as well. Và cùng thì các nhà khoa học đã thành công trong việc gom lại những cái con khỉ từ Ấn Độ. Now to create heart disease in the monkeys. Và bây giờ họ phải tìm cách làm thế nào để cho những cái con khỉ này bị mắc bệnh tim. They decided to put those animals on the human food. Chính vì vậy là các nhà khoa học là cho những con khỉ này ăn những cái thức ăn giống như con người ăn. They started serving them tea and coffee. Và bắt đầu họ cho những con khỉ này uống gì ạ? Trà này, uống cà phê. Noodles. Ăn gì ạ? Rice ăn mì, ăn cơm, ăn bánh mì. And milk as well. Và cho uống sữa luôn. They started living on the human food. Và họ cho những con khỉ này ăn những thức ăn giống như con người ăn. And that kept on happening till 1957. Và điều này cứ diễn ra đến năm 1957. Even then not a single animal suffered from heart disease. Tại thời điểm đó thì cũng không có cái con vật nào bị mắc bệnh tim cả. Scientists became very angry. Lúc này thì các nhà khoa học là vô cùng buồn bã. They became very frustrated. Họ cảm thấy rất là tức giận. In anger, they started chasing the animals. Khi mà tức giận thì họ bắt đầu là săn đuổi theo những cái con khỉ này. They started disturbing the animals in the middle of the night. Và bắt đầu buổi đêm á, khi đang ngủ thì họ thức dậy những con khỉ. They started scaring the animals. Và bắt đầu họ dọa cho những con khỉ này nó sợ. So much so that. Và khi mà họ làm rất là nhiều như vậy. By the time it was 1959. Đến năm 1959. What monkey suffered from heart attack? Thì có một con khỉ già cái là nó đã bị mắc bệnh tim. Scientists were very happy. Lúc này thì các nhà khoa học vô cùng hạnh phúc. At least they were successful in creating heart attack in one animal. Thì ít nhất là cuối cùng cũng là thành công khiến cho một con khỉ bị bệnh tim đúng không ạ? The point I want to make here is. Ý của thầy muốn chia sẻ ở đây là gì ạ? Heart disease. Bệnh tim. Which is so common in humans. Sao con người người ta dễ bị như vậy? But in case of animals. Nhưng trong trường hợp của các con vật. Animal do never suffer from heart disease. Thì các con vật thì lại chẳng bao giờ bị mắc bệnh tim cả. This means. Có nghĩa là. In last 100 years. Trong 100 năm trước đây. We might have done something really wrong. Chúng ta đã làm một cái điều gì đó sai lầm. Today we have to understand. Và ngày hôm nay chúng ta cần phải khám phá và hiểu ra rằng. Why the humans are so much sick now? Tại sao con người của chúng ta lại bị bệnh nhiều đến như vậy? We can find the solution. Và chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp.
Only when we know the cause very clearly. Khi chúng ta biết nguyên nhân một cách rõ ràng. So let's start from the beginning. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ khi ban đầu. Today's topic is diabetes. Chương trình ngày hôm nay chủ yếu nói về bệnh tiểu đường. So diabetes starts with. Và bệnh tiểu đường thì càng ngày càng lan tràn. Knowing that you are a diabetes patient. Và để làm sao mà biết một người bị mắc bệnh tiểu đường? And the very first is how do you know that you are suffering from diabetes? Đầu tiên làm sao để biết là các anh chị bị mắc bệnh tiểu đường ạ? It is very simple. Rất là đơn giản đúng không ạ? A drop of blood is taken from your finger. Mình dựa vào gì ạ? Mình lấy cái máu ở ngón tay đúng không ạ? Mình đo ở trong máy đo đường huyết. Or from the vein. Hay là mình người ta có thể lấy máu ở ven. And that is put in the glucometer. Và sau đó người ta thử ở trên máy đo đường huyết. You get a reading. Và mình sau đó đọc trên cái thông số đó và dựa vào cái thông số trên máy đo đường huyết thì mình sẽ biết là mình có bị mắc bệnh tiểu đường hay không. Diabetes is not a disease. Tiểu đường không phải là bệnh. It is not an illness. Nó cũng không phải là bệnh thực sự. It simply means. Nó chỉ có một cái điều đơn giản. That in your blood. Có nghĩa là ở trong máu của các anh chị. The amount of sugar is high. Thì có nghĩa là cái lượng đường huyết ở trong máu nó cao. But now the question is. Vậy thì bây giờ một câu hỏi đặt ra rằng. How much quantity of sugar in the blood should be called high? Vậy thì cái lượng đường huyết bao nhiêu ở trong máu được gọi là cao đấy? I repeat. Vậy thì như thế nào thì lặp lại? Diabetes simply means. Đơn tiểu đường đơn giản là. In your blood. Trong máu của các anh chị. The amount of sugar is high. Thì có nghĩa là lượng đường ở trong máu nó cao. But what is that quantity which can be called high? Vậy thì cái lượng đường bao nhiêu ở trong máu thì được gọi là cao? All across the world, trên khắp thế giới này, it is seen, và người ta thấy rằng, that the people who are having higher sugar in the blood, cái người mà có cái lượng đường cao nhất trong máu, are having higher chance of heart disease. Thì sẽ cái cơ hội mà cái nguy cơ mà bệnh tim nó sẽ cao hơn. Higher chance of kidney failure. Thì cái ai mà đường huyết cao thì cái nguy cơ dẫn đến thận nó cũng bị cao hơn. Or higher chance of disease of eyes. Và cái cơ nguy cơ mà bị mờ mắt, bị bệnh về mắt cũng cao hơn. This means. Có nghĩa là. In your blood. Trong máu của chúng ta. The amount of sugar. Thì cái lượng đường huyết. Should not be high. Đừng có để cho nó quá cao, được không ạ? But what is the limit? Nhưng mà nó phải có một cái giới hạn nào đó. Beyond which it is called high. Thì cái giới hạn nào được gọi là vượt cái ngưỡng đó được gọi là cao đây? That is something which is very interesting. Thì cái điều đấy cực kỳ thú vị. Okay, now let's try to understand. Bây giờ chúng ta cố gắng hiểu điều này. If I ask you. Nếu như thầy hỏi các anh chị. In the glucometer. Trong cái máy đo đường huyết. What should be the reading? Cái thông số bao nhiêu? Beyond which it is called as diabetes. Thông số vượt mức bao nhiêu thì gọi là bị mắc bệnh tiểu đường ạ? Bao nhiêu ạ? 100 bao nhiêu? 120. Okay. Roughly it is maybe 100 or 120. Có thể là một hơn 100, 110 hoặc là 120. Or we can say roughly it is 100. Có thể là gần có khoảng đó, được không ạ? This means. Có nghĩa là sao ạ? In your empty stomach. Nghĩa là khi mà chúng ta buổi sáng khi đói á. Early in the morning. Buổi sáng sớm á, sáng đói. If you take a blood of a drop of blood. Và mình đo, mình lấy một cái giọt máu ở tay của mình ra. And the reading comes more than 100. Nếu mà nó hơn 100. Then the doctor will say you are a diabetes patient. Thế nào bác sĩ cũng bảo các anh chị bị bệnh tiểu đường đấy. You must take diabetes medication. Thế thì phải uống thuốc hạn trị tiểu đường thôi. So that is the starting point. À, đấy là cái điểm, đúng không ạ? Một điểm, một mốc. But had I asked this question about 15 years back? Nhưng nếu như hỏi 15 năm trước đây thì sao? Had I asked this question before 1997? Nếu mà thầy cũng hỏi câu hỏi này trước năm 1997? The answer would have been different. Thì cái câu trả lời hoàn toàn khác. At that time? Tại thời điểm đó? It was 140. Tại thời điểm đó là trên 140 thì mới bị tiểu đường. This means. Có nghĩa là sao ạ? At that time. Tại thời điểm đó. Your sugar level should be, morning sugar level should be more than 140. Only then you will be called as diabetes patient. Nếu như tại thời điểm đó thì bác sĩ sẽ nói rằng nếu như đường huyết trên 140 mình mới bị mắc bệnh tiểu đường. But it was brought down from 140 to 126. Nhưng mà sau đó nó bị rớt từ 140 xuống còn có 126 à? And the moment it is reduced to 126. Và cái giây phút mà cái thông số nó hạ xuống còn 126.
14% new population became diabetic patient overnight. Thì chỉ trong một đêm thôi, toàn bộ dân số tăng lên 14% những người bị mắc bệnh tiểu đường. This means till yesterday night they were healthy individuals. Có nghĩa là đêm hôm qua còn nằm trong ngưỡng an toàn, đúng không ạ? But today in the morning, the moment they see the changed diabetes parameter, sáng nay thấy thông số thay đổi hạ xuống còn toàn 126 à? They quickly become patient. Thế là ai mà giữa khoảng này là nhanh chóng là bị mắc bệnh là tiểu đường. But now it has changed to 100. Nhưng mà bây giờ nó đang xuống, đúng không ạ? As the number is reducing, khi mà thông số nó dần dần hạ xuống, what will happen? Thì chuyện gì sẽ xảy ra? The patient will increase. Thì có phải là khi thông số càng hạ xuống thì cái số lượng người bị tiểu đường sẽ càng tăng lên, đúng không ạ? But later it was found, và sau đó người ta tìm ra rằng people who are in the committee to change the parameters, những cái người, những cái chuyên gia mà thay đổi cái thông số hạ đường huyết xuống, they were the paid consultant of these companies. Họ là các chuyên gia được thuê làm tư vấn cho các hãng dược. And who are these companies? Vậy thì đây là những công ty nào? These are the companies who manufacture the diabetes medication. Và đây là những công ty chuyên sản xuất trị tiểu đường. Now the question would be, bây giờ có một câu hỏi được xuất hiện rằng, what should be the real number? Vậy thì con số thực là bao nhiêu? Should it be 140? Có phải là 140 không? Or 126? Hay là 126? Or should it be 100? Hay là 100 bây giờ? This part is most important. Phần này cực kỳ quan trọng. So, but before I explain what should be the right number, trước khi mà thầy đưa cho các anh chị con số chính xác, let me ask you one interesting question. Bây giờ thầy sẽ hỏi các anh quý anh chị một câu hỏi rất là đơn giản. What is the standard blood pressure of the human being beyond which it is called high blood pressure? Vậy thì cái huyết áp chuẩn là bao nhiêu? Những cái huyết áp của các anh chị là trên bao nhiêu thì mình bị mắc bệnh huyết áp cao ạ? À, 125/80. Yeah, your answer is as expected. À, cái con số của các anh chị đưa ra, it is 120/80. 120/80. Whenever I ask this question, liệu rằng khi thầy hỏi cái câu hỏi này, to any audience, đúng rồi, đối với tất cả khán giả, in any country, đối với tất cả các nước, wherever I visit, khi mà thầy thăm, quickly I get the answer 120/80. Thầy lúc nào cũng biết rằng cái huyết áp chuẩn đưa ra là 120/80, trên đó thì mới gọi là bị huyết áp cao. But had I asked this question about 15 years back? Nhưng mà nếu thầy hỏi câu hỏi đó cách đây 15 năm chuyện gì xảy ra? Or had I asked this question before 1997? Hay là nếu đặt câu hỏi trước năm 1997 thì như thế nào? The answer would have been 160/100. Thì câu trả lời lúc đấy là 160/100. Before 1997, có nghĩa là trước năm 1997, you will be called as patient of hypertension, high blood pressure. Những cái người bệnh nhân mà bị huyết áp cao, if your blood pressure is more than 160/100, bị huyết áp cao phải là trên 160/100. But in 1997, nhưng đến năm 1997, it was reduced to 140/90. Nó giảm xuống còn 140/90. And as expected, và khi, đúng lại thầy mong đợi, 35% new population became chuyện gì xảy high ra? Blood pressure patient. Chuyện gì xảy ra khi thông số hạ xuống? Trên toàn thế giới này, tỷ lệ mắc bệnh huyết áp cao tăng lên 35%. Now you are saying, và bây giờ thì các anh chị đã nói là thông số là bao nhiêu ạ? Then it is 120/80. 120/80. And you should not be surprised. Và các anh chị sẽ không ngạc nhiên đâu. That when you see after a few months, chỉ trong vài tháng tới thôi, it is going to be 115/75. Nó sẽ xuống còn 115/75. So this means, có nghĩa là sao ạ? Only that person will be healthy. Thì chỉ có những người khỏe mạnh, who will not go to check their blood pressure, là những người không đi kiểm tra huyết áp mà thôi. Anybody, bất kỳ ai, who go to check their blood pressure, ai mà đi kiểm tra huyết áp, will come back as a patient only. Thể nào quay trở về cũng bị mắc bệnh huyết áp cao. Here also the story is not different. Cái câu chuyện huyết áp ở đây cũng tương tự như vậy. All the people who are in the committee, tất cả những cái người ở trong ủy ban đó, again, you are found to be the paid consultant of those companies who manufacture the hypertension medication. Và họ cũng khám phá ra rằng những cái người mà tư vấn như vậy là được tư vấn bởi các hãng dược mà chuyên sản xuất thuốc hạ huyết áp. Here also the question comes. Vậy thì bây giờ có một cái câu hỏi xuất hiện. What should be the real number? Oh, con số thực là bao nhiêu vậy? To which we must refer. Bây giờ chúng ta nên tham khảo con số nào? Should it be 160/100?
Chúng ta nên theo 160/100 or 140/90 hay là nên cái số ngày xưa 140/90 or as we know today 120/80 hay là bây giờ còn 120/80 or as expected 115/75 which you will find few months better hay là sắp tới là nên theo cái số 115/75 đấy. Now here it is important. Chúng ta thấy ở đây một điều cực kỳ quan trọng. Because bởi vì sao? There is a possibility. Có một cái khả năng rằng you may be taking the medication. À, mình cần phải được. Which is not necessary at all. Chúng ta cái việc mà chúng ta được huấn luyện đó chưa đủ đâu. It is just because. Bởi vì sao ạ? You are told that you are sick. Bởi vì đôi khi á là chúng ta được nghe người ta nói bảo với chúng ta rằng chúng ta bị bệnh. Whereas the reality is. Nhưng mà có thực sự là bị bệnh không ạ? The medicine may be doing a lot of harm instead of any good. Cái y mà thuốc á, cái việc mà thuốc nó làm cho chúng ta hạn chế hoặc là tệ với sức khỏe của chúng ta hơn là tốt cho sức khỏe của chúng ta. So let's try to understand. Bây giờ chúng ta cố gắng tìm hiểu điều này. You'll be surprised to know. Các anh chị sẽ ngạc nhiên biết rằng. In the medical literature. Và trong ngành mà về y khoa. In the medical journals. Và trong những cái báo chí về y khoa. It is never told as 120/80. Trên các sách báo chí về y khoa nghiên cứu không bao giờ có sự xuất hiện của con số 120/80. It is told by medical industry. Mà chỉ có những cái ngành công nghiệp về y khoa họ mới công bố con số 120/80 thôi. You should be able to distinguish between medical science. Nên mình cần phải phân biệt thế nào là nghiên cứu y khoa thực sự. And medical industry. Và thế nào là ngành công nghiệp liên quan đến y khoa. Just imagine. Bây giờ mình thử tưởng tượng. That you are owner of a manufacturing company who produce high blood pressure medication. Bây giờ mình là chủ các hãng dược chuyên sản xuất các thuốc là hạ huyết áp. In this case, có nghĩa là trong trường hợp này, which one you will follow, 160/100 or 120/80? Vậy thì mình sẽ chọn là cái thông số nào để cho nhiều người bị bệnh và mình bán được nhiều thuốc? Thông số 160/100 hay 120/80 ạ? First or second? Cái nào ạ? This one. Yeah, 120/80. This is profitable. Có nghĩa là nếu như nhiều người mà trên cái con số 120/80 thì họ sẽ được nhiều lợi nhuận hơn. You live a lot of money. Thì như vậy nhiều người bị huyết áp cao đúng không ạ? Thì mình mới bán được cái thuốc hạ huyết áp. But not the health. Đúng không ạ? Thì như vậy thì mình mới đạt được một cái doanh thu. So from now. Và bây giờ. To know the right answer. Để biết được câu trả lời chính xác. You can refer to one source. Chúng ta tham khảo một cái nguồn rất là chính xác. That source is called. Cái nguồn đó được gọi là Cochrane. Của tổ chức Cochrane. Cochrane Collaboration. À, tổ chức Cochrane. It is having branches in 130 countries. Và nó có chi nhánh ở trên 150 nước trên toàn thế giới. And it do not accept any donation from any companies or any private person. Và họ không, tổ chức Cochrane không nhận tiền từ bất kỳ những cái quỹ cá nhân hoặc là dược bên dược nào. And it runs by the funding from the 130 countries government money. Và nó được điều hành bởi tiền của 130 nước của chính phủ. And they do not include any scientists who are having any connection with any pharmaceutical companies. Và trong những cái người nghiên cứu ở cái nhóm tổ chức Cochrane đó thì không có một cái bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu này nào được liên quan, được giao tiếp với tất cả các hãng dược. And that says. Và họ nói rằng. Cochrane Collaboration says. Tổ chức Cochrane nói rằng. That it is 160/100. Thông số chúng ta nên theo là 160/100. This means. Có nghĩa là. That if your blood pressure is less than 160/100. Nếu như huyết áp của bạn dưới 160/100. Without any medication. Mà không uống thuốc. Then you are not the high blood pressure patient. Thì mình không bị bệnh huyết áp cao đâu. Now let's come back to the high blood sugar. Bây giờ mình quay trở về cái đường huyết cao. High blood sugar. Đường huyết cao như thế nào? How much sugar should be called as high sugar? Bao nhiêu lượng đường trong máu được gọi là cao đây? This is very interesting. Cái này rất là thú vị. Let me explain with an example. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi như thế này. Now, lấy một cái ví dụ. My body weight is about 70 kg. Cơ thể của thầy nặng 70 kg. And if I take out all my body. Và nếu như thầy lấy hết máu ở trong cơ thể của thầy ra. Then
about 5 will be there. Thì cơ thể của thầy khoảng có 5 lít máu. Now, imagine this is a 1 liter bottle. Mình giả sử như chai này là chai 1 lít, đúng không ạ? Then if I want to store all my blood in this kind of bottles. Vậy thì chúng ta phải cần cái chai này để đựng cái lượng lít máu của thầy. Then how many bottles I will need? Vậy thì thầy phải cần bao nhiêu chai để đựng đầy cái số lít máu của thầy ạ? Five. Cần 5 chai để đựng máu đúng không ạ? Now, bây giờ, if I take one drop of blood from one of the bottles, thầy lấy một giọt máu ở trong cái chai này ra, and put that blood in a glucometer, và xong rồi cho cái máy máu này thử ở trên máy đo đường huyết, and the reading comes, và thông số nó ra as 200. 200. That means, có nghĩa là sao ạ? In my 1 liter of blood, có nghĩa là trong 1 lít máu của thầy, the amount of sugar, thì tổng lượng đường is about 2 grams, là sẽ là 2 gram đường. Now, bây giờ, let's say I take a drop of blood from your body, bây giờ thầy lấy một giọt máu ở trong cơ thể của các anh chị, and put it in the glucometer, và cho vào trong máy đo đường huyết, and reading comes as 100. Và nếu thông số nó ra là 100. That in your 1 liter of blood, thì trong 1 lít máu, how much sugar should be there? Thì sẽ có bao nhiêu gram đường ở đó? 1 gram. Sẽ có 1 gram đường đúng không ạ? Now you clearly understand what the reading means. Bây giờ các anh chị đã hiểu thông số thực sự và ý nghĩa của nó chưa? Before 1979, trước năm 1997, it was known clearly, người ta chưa hiểu rõ về điều đó. That if in your body there is a higher amount of sugar, nếu như mà cơ thể của mình có nhiều lượng đường cao, that means the chance of heart disease, thì họ biết rằng có nguy cơ bị bệnh tim, and chance of kidney failure, thì có nguy cơ bị bệnh suy thận, is always higher. Thì có cái những cái nguy cơ đó nó sẽ cao hơn. But at that time, nhưng tại thời điểm đó, medical science wanted to know, các nhà khoa học muốn biết rằng, how much quantity of sugar should be called as high? Vậy thì cái lượng đường bao nhiêu được gọi là cao? So they tried to see, và họ cố gắng thấy rằng, the people who suffer from heart disease, những cái người mà bị bệnh tim ấy, the people who suffer from kidney failure, những cái người mà bị bệnh suy thận, or people who suffer from eye disease, những người mà bị bệnh liên quan đến mắt, how much sugar they were having in last 10 years or last 15 years. Vậy thì cái lượng đường huyết ở trong cơ thể của họ bao nhiêu trong vòng 10 năm? And they could find, và sau đó họ thấy rằng, the people, những cái người, those who are having the sugar, có cái lượng đường huyết in the blood, trong máu, đường trong máu, about 2.27 grams, là 2.27 gram for 1 liter of blood. Trong 1 lít máu thì có 2.27 gram đường. People who are having sugar more than 2.27 grams in every liter of their blood, thì ai mà có đường mà trên 2.27 gram trong 1 lít máu, are the people who suffer from heart disease and kidney failure more, thì cái nguy cơ mà bị bệnh tim thì nó cao hơn. Or the people who are having sugar less than this, và có những cái người mà cái đường huyết dưới đó, they have very little chance of suffering from heart disease and kidney failure, thì cái nguy cơ mà bị bệnh tim và bệnh thận á ít hơn. Now my question to you. Vậy thì có một cái câu hỏi cho các anh chị. If I take a blood from that patient whose sugar is 2.27 grams in per liter of their blood. Nếu như mình lấy được là tính ra được là đo được là 2.27 gram đường trong 1 lít máu. Then put in the glucometer, what should be the reading? Vậy thì nếu mình lấy cái máu của người đó đo ở trong máy đo đường huyết, thì cái thông số ở trên máy đo đường huyết sẽ xuất hiện là bao nhiêu ạ? 227. Thì sẽ là 227 đúng không ạ? So that is the limit, 227. Thì khi đó người ta ra được cái giới hạn là 227. What medical science actually found? Đấy là các nhà nghiên cứu và y khoa họ tìm ra được. Was not 100, was not 126. Không phải là 100 cũng không phải là 160 đâu. In reality it was 227. Trên thực tế là 227. But 227 people they forget. Nhưng mà cái con số 227 thì dễ quên lắm. They wanted to put it in round figure. Vậy thì nó phải cho cái con số nó tròn tròn xíu. They made it 200. Thế là người ta cho con số là 200. So it was 200. Vậy thì 200. Not 100. Không phải là 100. 200. So if your reading comes 200. Nếu như đường huyết của các anh chị là 200. In 1 liter of your blood. Thì trong 1 lít máu. How much sugar should be there? Chứa được bao nhiêu gram đường ạ?
2 gram. 2 gram. So according to medical science. Vậy thì theo như các nhà nghiên cứu về y khoa. If in your blood. Nếu như trong máu. The amount of sugar is more than 2 gram per liter of your blood. Lượng đường mà hơn 2 gram. Then you are a diabetes patient. Thì lúc đấy bị mắc bệnh tiểu đường. Right. If it is less than that, then you are not a diabetes patient. Nếu như ít dưới hơn đó thì không bị tiểu đường đâu. So that is what the medical science says. Đấy là các nhà khoa học nghiên cứu y khoa họ nói vậy. But the medical industry says. Nhưng mà gọi là công nghiệp y khoa thì họ sẽ nói sao ạ? That if in your body. Nếu như lượng đường các anh chị trong máu. 1 gram of sugar is there in 1 liter of your blood. Nếu mà 1 gram phải là 1 gram đường trong 1 lít máu. Then you are a diabetes patient. Nếu như hơn số đó là bị mắc bệnh tiểu đường đấy. There is a big difference. Thì có một cái sự gọi là khác biệt rất là lớn. So this is the starting point. Và chúng ta bắt đầu từ những cái điểm như vậy. To know in reality whether you are a diabetes patient or not. Và để biết rằng chúng ta có thực sự là chúng ta đang bị bệnh tiểu đường hay không. So here the important thing is. Và thêm một điều quan trọng ở đây nữa. Why there should be sugar in the blood? Tại sao lại phải có đường trong máu nhỉ? So at this moment. Và tại giây phút này đây. You are listening to me. Các anh chị đang nghe thầy chia sẻ. You are answering my question. Các anh chị trả lời những câu hỏi của thầy. You are concentrating, you are thinking. Các anh chị đang rất là tập trung, đang suy nghĩ. You are spending a lot of energy. Mình cũng đang tiêu tốn rất nhiều năng lượng đúng không ạ? That means every moment of your time, of your life. Bất kỳ cái thời điểm nào trong cuộc đời này. Millions of cells of your body. Hàng triệu các tế bào trong cơ thể. Constantly need the energy supply. Liên tục cần phải cung cấp năng lượng. Because you are spending energy continuously. Bởi vì mình luôn luôn xài năng lượng đúng không ạ? From where the body, the cells will get the energy. Vậy thì tế bào lấy năng lượng ở đâu? That is the blood, it transports the sugar to the cells. Đó là nhờ máu vận chuyển đường tới nhà tế bào. And cells burn that sugar. Và tế bào đốt cháy cái lượng đường đó. And convert the sugar into energy. Và chuyển hóa cái lượng đường đó thành dạng năng lượng. That is how you are alive. Thì đấy là cái cuộc sống và cách mà mình sống là như vậy. That's why you are living. Đó là cái cách mà các anh chị sinh sống. So sugar gives us energy. Vậy thì đường chính là một nguồn để cung cấp năng lượng. But don't you think? Nhưng mà theo các anh chị thì các anh chị có nghĩ rằng? If the sugar gives you energy. Nếu như đường cung cấp cho các anh chị năng lượng. That means high sugar. Vậy thì bây giờ đường càng nhiều. High energy. Thì mình sẽ càng nhiều năng lượng đúng không ạ? Có đúng không ạ? So high sugar should be good. Vậy thì đường nhiều phải tốt chứ. Isn't it? Đúng không ạ? What do you say, good or bad? Tốt hay xấu ạ? Nhiều đường thì tốt hay xấu ạ? Here you will understand. Thì bây giờ mình cùng tìm hiểu. The blood is a transportation system. Có nghĩa là máu nó chính là một cái hệ thống tuần hoàn và vận chuyển trong cơ thể. It's one of the job is. Và nhiệm vụ của nó là. To transport the sugar to the cells. Vận chuyển đường vào trong nhà của tế bào. In the same way. Theo một cái cách. As your motorbike is a transportation system. Giống như cái xe máy á, nó vận chuyển. Its job is. Và nhiệm vụ của cái xe. To transport you to this place. Nhiệm vụ của xe là vận chuyển các anh chị tới được cái nơi này. So the sugar should not be in the transporting system. Vậy thì đường nó cũng nằm trong cái hệ thống vận chuyển đó. You should not always remain in the motorbike. Nên là đường thì cũng không phải nằm ở trên cái xe máy. The motorbike should quickly send you here. Mà cái giống như cái xe máy đó thì nó cũng vận chuyển các anh chị từ một cái điểm tới một điểm. In the same manner. Theo một cái cách. As in case of motorbike. Trong trường hợp của xe máy. In one motorbike. Thì một cái xe máy. The traffic has a traffic police has allowed 2 people. Thì cảnh sát cho phép là 2 người ngồi trên một chiếc xe máy đúng không ạ? So that is the transportation rules. Thì đấy là cái quy luật giao thông là như vậy. No more than 2 people should travel on the motorbike. Không cái xe nào được quyền là chở quá 2 người trên một cái xe. In the same manner. Theo một cách tương tự như vậy. The blood is the transportation system. Thì cái máu hệ thống vận chuyển máu trong cơ thể. And God has allowed. Và được phép rằng. In 1 liter of your blood. Trong 1 lít máu. Only 2 gram of sugar should travel. Thì sẽ có thể vận chuyển được 2 gram đường. Now just imagine. Bây giờ mình thử tưởng tượng. In the Ho Chi Minh City. Ở thành phố Hồ Chí Minh. In one motorbike. Có một cái xe máy. If 3 people travels. Và có 3 người ngồi lên chiếc xe máy. Then what will happen? Thì chuyện gì sẽ xảy ra? So one.
Thứ nhất, so it will damage the motorbike. Thì có thể làm hỏng cái chiếc xe mình đi. Two, cái thứ hai, your chance of accident will become higher. Thì cái cơ hội, cái nguy cơ mà mình bị tai nạn nó sẽ tăng cao. Or hoặc three, là, thứ ba, you'll be stopped by the traffic police. À, cảnh sát giao thông sẽ tóm mất. And for most of you, và phần lớn tất cả các anh chị, if the Ho Chi Minh City is like New Delhi, và ở Hồ Chí Minh cũng giống như thành phố New Delhi ở Ấn Độ của thầy, you have to take out some money to the traffic police. À, thầy biết luôn khi bị tóm là phải xè tiền ra. But that's when you become poor. Nhưng mà nếu mà mình làm như thế thì mình sẽ nghèo đi luôn mà. So traveling three people in motorbike, nên là khi mà mình đi xe, is not good for your health. À, nếu mà nhiều người như thế thì nó cũng sẽ không tốt. And even bad for your wealth as well. Và thậm chí là nó còn ảnh hưởng đến tài chính của mình. The same thing happens inside the body. Tương tự như vậy trong cơ thể của chúng ta. If in your blood, nếu như trong máu, if in your 1 liter of blood, trong 1 lít máu, more than 2 gram of sugar travels, có hơn 2 gram đường mà di chuyển. For example, lấy ví dụ, let's say I take a drop of blood from your body. Vậy thì nếu mà lấy giọt máu ở trong cơ thể ra, and put in the glucometer, để trong máy đo đường huyết, and the reading comes, thông số nó xuất hiện as 300. 300. That means, có nghĩa là sao ạ? In your body, trong cơ thể của chúng ta, in 1 liter of blood, 1 lít máu, how much sugar is traveling? Sẽ có bao nhiêu gram đường nó di chuyển ạ? 3. 3 gram. 3 gram. How much extra sugar and sugar is traveling? Vậy thì bao nhiêu gram đường bị dư ra rồi đấy ạ? 1 gram. Bị dư 1 gram đường đúng không ạ? For many of you, đối với nhiều người trong số các anh chị, your brain do not allow this extra 1 gram of sugar to travel in the blood. Não bộ không cho phép 1 gram đường dư được quyền di chuyển trong máu. For some of you, chính vì vậy đối với một số người, the brain may give a signal to the blood. Não bộ của họ mới ra chỉ thị cho máu. Like that traffic police constable. Giống như mấy ông cảnh sát đứng ở ngoài đường ấy. Drop that extra 1 gram of sugar in the blood vessel. Bây giờ hãy thả cái lượng mà 1 gram đường dư đó ngay xuống chỗ mạch máu. In the same way as a police, traffic police may say. Giống như mấy ông cảnh sát hay nói. Out of 3 people in the motorbike, 1 person must drop on the road. Nếu như có 3 người thì phải 1 người đứng lại ở đây. So that the body is having only 2 gram of sugar in every liter of the blood. Thì chính vì vậy mà 1 gram đường sẽ dính lại ở thành mạch, còn lại cho 2 gram đường tiếp tục di chuyển. That is what is being allowed and what is safe for the blood and your body as well. Bởi vì như thế thì 2 gram đường thì nó sẽ an toàn hơn. But there is a problem. Nhưng mà nếu như nó làm điều đó, có một vấn đề nảy sinh. If more and more sugar is thrown in the blood vessel, giả sử có nhiều cái lượng đường dư mà cứ phải bị bỏ lại, dính ở ngay thành mạch máu, thì chuyện gì xảy ra? Some danger may happen. Thì sẽ rất là nguy hiểm xảy ra đúng không ạ? Today once you go back home, hôm nay khi các anh chị quay trở về nhà, you do one experiment. Bây giờ các anh chị làm một ví dụ. Take some sugar, lấy một ít đường, take some drop of water, mình nhỏ một ít giọt nước vào, make a paste, sau đó mình dính dính nó lại. And now you apply it on the skin. Xong rồi mình dính nó vào trong da. And once it gets dry. Và chờ cho nó khô. Now touch the skin. Vậy thì mình chạm vào cái da này. Will it be soft or will it be hard? Thì cái phần da này nó cứng hay nó mềm à? Cứng hơn hay mềm hơn à? Harder. It will be harder. Nó sẽ cứng hơn. The same thing happens in the body. Tương tự như vậy trong cơ thể của chúng ta cũng thế. The blood vessel inner surface becomes harder. Thì cái việc mà đường dư mà bị dính vào cái thành mạch máu thì chúng ta bị xơ vữa động mạch và nó sẽ làm cái mạch nó bị cứng hơn. And as it happens, và điều gì sẽ xảy ra? It leads to, thì khi mà bị như vậy thì nó sẽ dẫn đến bị gì ạ? High blood pressure. Bị huyết áp cao. So because the blood vessel become harder. Bởi vì cái thành mạch của mình nó bị xơ vữa như vậy nên nó khó có thể vận chuyển được cái huyết áp của chúng ta nên nó bị huyết áp cao. Just try to understand. Bây giờ chúng ta cố gắng hiểu điều này. Your brain wanted to protect you from high blood sugar. Não bộ muốn bảo vệ của mình để tránh cái việc mà đường huyết cao. But that resulted in high blood pressure. Và cuối cùng là lấy cái lượng đường dư đó cho dính vào thành mạch, chúng ta bị bệnh huyết áp cao. But your brain do not want that you should suffer from high blood pressure as well. Nhưng có một số người thì não bộ không muốn chủ nhân của mình bị huyết áp cao. But so for some of you, chính vì vậy có một số người, brain may have a different plan. Não bộ nó xử lý hoàn toàn khác.
Brain may give a signal to the blood. Não bộ sẽ ra chỉ thị cho máu. Don't throw the extra sugar on the blood vessel. Đừng có cho cái lượng đường dư đó dính ở thành mạch máu nha. But hide it in the empty space that is between the joint. There is empty space. Thay vì vậy á, thì hãy giấu cái lượng đường dư này những cái chỗ trống, những cái góc cạnh ở những cái khớp đi. So brain may tell the blood. Thế là não bộ ra chỉ thị cho máu. Hide the extra sugar in the empty space that's between the joints. Hãy giấu cái lượng đường dư đó ở những cái phần trống ở trong giữa những cái khớp như vậy. So that you can get protection from the high blood pressure. Thế là đâu có lượng đường dư để cho vào mạch máu dính ở thành mạch đâu, thế là sẽ không bị huyết áp cao. Don't you think it's a good idea? Theo các anh chị, ý tưởng đấy tuyệt vời không? Here also you suspect that there should be something wrong. À, nhưng có cái gì đó nó sai sai ở đây. You're right. Đúng rồi đấy ạ. If it happens, chuyện gì sẽ xảy ra? You'll be in with some other disease. Chúng ta sẽ bị bệnh nào đó. And that is something like this. À, những cái bệnh như thế này đấy. You'll suffer from. Chúng ta sẽ bị gì? Arthritis, the bone joint disease. À, nếu như đường dư mà dính ở những cái khớp thì chúng ta bị viêm khớp. Or it is pancreatitis. Tụy thì bị viêm tụy. Or it is hepatitis. À, chúng ta sẽ dính ở gan thì bị viêm gan. Or it is gastritis. Hay là ở những cái góc cạnh ở đây thì sẽ bị viêm dạ dày. Or if it happens the colon, it is colitis. Và nếu như mà đường dư mà ở chỗ đại tràng thì sẽ bị viêm đại tràng. So these are the kind of illness with which you may suffer. Tất cả những cái bệnh này mình có thể bị xảy ra đây. But could you see here? Và mình nhìn thấy rằng all the names. Tất cả cái này là những cái tên. The English names. Tên tiếng Anh. Pancreatitis. Giống như pancreatitis. Arthritis. Hay là những cái arthritis. Colitis. Colitis. Or gastritis. À, tất cả những cái tên như vậy. So all of them are having a common ending. Thì có cái kết thúc là giống nhau. It is called itis. Itis. Đúng không ạ? Kết thúc là giống nhau, cùng cái âm như vậy. It means. Có nghĩa là sao ạ? Inflammation. Và nó là bị viêm đấy. So these all illness. Thì tất cả những cái bệnh này may be having different names. Tên là khác nhau. Because of the different location of the body. Bởi vì là do nếu như nó ở chỗ khác nhau thì tên nó sẽ khác nhau. But in reality they are the same disease. Nhưng trên thực tế là cùng một nguyên nhân đấy. Having inflammation in that organ. Đấy là tế bào chỗ đấy, phần đấy nó bị viêm. But your brain. Nhưng mà não bộ. Do not want you to suffer from these illnesses. Không muốn chủ nhân của mình bị mắc những cái bệnh viêm như thế này. After all, the brain's job is to protect you from all kinds of illness. Bởi vì lúc nào não bộ cũng muốn bảo vệ các anh chị khỏi những bệnh. So for some of you. Nên đối với một số người. Brain may have a different plan. Não bộ nó hành xử theo cách khác. Brain want to protect you from high blood pressure. Não bộ muốn bảo vệ các anh chị khỏi bị huyết áp cao. And higher blood sugar. Không muốn bị đường huyết cao. And even these kind of illnesses. Không muốn bị những cái bệnh viêm như thế này. For some of you. Đối với một số người. Brain may give a signal to the body. Não bộ sẽ ra chỉ thị cho cơ thể. Brain may tell the blood. Não bộ sẽ nói với máu. Don't throw the extra sugar here and there. Nè, đừng có giấu cái lượng đường dư ở đâu đó nha. After it may lead to some illnesses. Bởi vì cứ giấu cái đường dư đấy dính ở chỗ nào là chỗ đấy bị viêm hoặc bị bệnh ở chỗ đó. But that extra sugar. Vậy thì cái lượng đường dư quickly transport in each and every cells of the body. Bây giờ không giấu nữa, ngay lập tức phải vận chuyển cái lượng đường dư này vào trong nhà tế bào luôn. Let it be hidden in the cells only. Hãy giấu ở trong ngay chính tế bào. So that in future when the cells need energy, they will burn it. Để trong tương lai nếu như cái tế bào này cần cái lượng đường đó thì nó có thể tự đốt cháy để nó dùng cái lượng đường đó. That way you'll be protected from these illnesses. Thì là nó sẽ vào trong nhà tế bào, mình sẽ không ở bên ngoài mà không bị những cái viêm như vậy. What do you think is a good idea? Theo các anh chị thì ý tưởng này tuyệt vời không? Tuyệt vời không ạ? No. I think you suspect something wrong. Không, mình lại nghi ngờ, mình kêu có cái gì đó nó sai sai. Let's see. Bây giờ mình thấy rằng. Here you understand. Chúng ta cùng tìm hiểu. Blood can transport the sugar to the door of the cells. Máu vận chuyển đường vào trong nhà tế bào. But the sugar can enter the cell. Và để đường vào được trong nhà tế bào. Only when the doors are open. Cần một cái cửa, có nghĩa là phải thông qua cái cửa của tế bào, mà cửa của tế bào phải được mở ra. To open the door. Và để được mở được cái cửa tế bào này. To open the cell door. Để mở được cái cửa của nhà tế bào. Blood needs the key. Máu nó cần phải có một chìa khóa. Anybody who knows the name of the key?
Ai biết cái chìa khóa để mở được cửa nhà tế bào không ạ? À? Đấy là gì ạ? Insulin. Insulin. Chất insulin. So in the body. Trong cơ thể của chúng ta. There is a key making factory. Có một nhà máy sản xuất là chìa khóa. What is that called? Cái nhà máy đó tên là gì ạ? Pancreas. Đó là tuyến tụy. So the brain may give a signal to the pancreas. Vậy là não bộ nó bắt đầu ra chỉ thị cho tuyến tụy. To produce more keys. Hey, sản xuất ra nhiều chìa khóa đi. To produce more insulin. Cho nhiều chìa khóa đi, sản xuất ra nhiều insulin đi. Because of that. Bởi vì nhờ nó. The cell door will remain open for longer period. Thì mình sẽ mở được nhiều cửa nhà tế bào và giữ được nó mở lâu hơn. And blood can easily transport that extra sugar in the cell itself. Thế là máu sẽ dễ dàng vận chuyển được cái lượng đường dư này vào trong nhà tế bào. But the truth is. Và sự thật đó là. When the insulin is produced. Khi mà insulin sản sinh ra càng nhiều. With the production of insulin. Khi mà sự sản xuất insulin nhiều. Body produces one chemical on its own. Cơ thể của chúng ta cũng sản xuất ra một hóa chất. And that is called IGF. Hóa chất đó tên là IGF. Insulin-like growth factor. IGF là yếu tố tăng trưởng bất thường giống như insulin. It is a special chemical produced by the body. Đó là một cái hóa chất mà cơ thể của mình tự sản sinh ra. Which can help your body grows. Nó giúp cho cơ thể của mình phát triển. Your hair grows. Giống như tóc thì nó mọc dài ra. Your nail grows. Và móng tay thì nó sẽ dài ra. A child grows. Một cái đứa bé thì nó sẽ càng ngày lớn lên phát triển. Because of IGF. Bởi vì nhờ chất IGF này. Now just imagine. Nhưng bây giờ mình thử tưởng tượng. If the amount of IGF is produced more than required by the body. Nếu như cơ thể của mình sản sinh ra quá nhiều IGF hơn cái mức mà cơ thể của mình cần. Then the body will not be able to use the complete IGF. Và cơ thể của mình không dùng hết được cái lượng IGF mà đã sản sinh ra. And the unused IGF will be stored in some organ. Thì cái lượng IGF mà không dùng đến thì sẽ được tích trữ ở một số nơi nào đó trong cơ thể. If unused IGF is hidden in some organ of the body. Nếu như cái IGF nào mà không được dùng sử dụng á, được tích trữ ở trong cơ thể của chúng ta. It will lead to what kind of problem? Thì nó sẽ dẫn đến vấn đề gì ạ? Any guess? Có ai đoán được là nó sẽ dẫn đến vấn đề gì không ạ? Vấn đề gì ạ? Cancer. Cancer. Ung thư đúng không ạ? What is cancer? Vậy thì ung thư là gì ạ? If any organ of the body grows faster than the rest of the body. Ung thư là nếu như có cái bộ phận nào đó trong cơ thể nó lớn hơn, nhanh hơn, bất thường so với các bộ phận khác trong cơ thể. That is cancer. Thì cái bộ phận đấy bị ung thư. So try to understand. Bây giờ cố gắng hiểu điều này. Your body wanted to protect you from diabetes. Cơ thể đang muốn bảo vệ mình khỏi bị tiểu đường. That is high blood sugar. Đây là tích trữ lượng đường dư ở máu bị huyết áp cao. But it resulted in high blood pressure. À, cuối cùng là dẫn đến bị huyết áp cao. And the body attempted to protect from high blood pressure as well. Và cơ thể ai mà muốn bảo vệ khỏi bị huyết áp cao. It led to different kind of inflammation thì, diseases. Thì lại bị những cái bệnh viêm. But when the body tried to protect you from that as well. Và nếu mà ai mà muốn bảo vệ khỏi bị viêm. As a result, it came as cancer. Thì kết quả là người đấy sẽ bị ung thư. But it is the responsibility of the body. Vậy thì nhiệm vụ trong cơ thể của chúng ta. To protect you from all kinds of illnesses. Là phải bảo vệ mình để chống lại các bệnh khác nhau. For some of you. Đối với một số người. The body is having still a different plan. Cơ thể mỗi người là nó có tự một cái kế hoạch riêng. In your body. Trong cơ thể của chúng ta. There are some cells. Có một số tế bào. Who do not need keys to open the door. Tế bào đó không cần chìa khóa để mở cửa. And those are the brain cells. Đó là tế bào não. So for some of you. Chính vì vậy đối với một số người. The body may decide. Cơ thể của chúng ta mới quyết định rằng. To hide the extra sugar. Vậy thì giấu cái lượng đường dư. In those brain cells. Ở trong tế bào não. That means for those brain cells. Thế là những cái tế bào não. Body is not dependent on producing higher insulin. Thì khi mà giấu cái lượng đường dư ở trong tế bào não thì đâu có cần phải tiết ra insulin hay là yếu tố tăng trưởng bất thường đâu. That means an automatic protection from cancer or IGF. Thế là sẽ bảo vệ mình để mình không bị ung thư, đúng không ạ? Don't you think it is a good idea? Theo các anh chị thì bây giờ tuyệt vời chưa? Now there cannot be any problem, what do you say? Bây giờ thì nó sẽ như thế nào? What is your opinion? Theo các anh chị thì ý kiến là sao? Tuyệt vời chưa? Yeah. Now it is good. Tốt không ạ? No high blood pressure. Lúc này đúng không ạ? Đường dư mà giấu ở tế bào não thứ nhất là không bị huyết áp cao. No high sugar.
cũng không có được biết cả. Not even cancer. Không bị ung thư. It should be good. Tốt không ạ? It may appear to be good. Có vẻ như là tốt đúng không ạ? But there is still some problem. Nhưng mà có một cái vấn đề thực sự nghiêm trọng xảy ra. When more and more sugar is stored in the brain cell. Nếu như nhiều lượng đường dư mà cứ tích trữ ở trong tế bào não thì sao? The function of the brain slows down. Thì có phải là chức năng làm việc của não càng ngày nó càng giảm sút không ạ? And that leads to the brain disorder. Thì nó sẽ bị những cái vấn đề bị rối loạn não bộ. Like Parkinson and Alzheimer. Giống như bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer, bị mất trí nhớ. So try to understand. Bây giờ chúng ta cố gắng tìm hiểu điều này. So these days, the scientists call the brain disorder with a new name. Vậy thì ngày nay khoa học gọi cái những cái bệnh về rối loạn não bộ này một cái tên khác. It is called as diabetes type. Gọi là tiểu đường tuyếp 3. So clearly you understand. Bây giờ chúng ta hiểu ra rằng these are all different illnesses. Tất cả cái này là hầu như các bệnh khác nhau. But the cause is one. Nhưng nguyên nhân là một nguyên nhân. And what is the cause? Nguyên nhân là do gì ạ? High sugar. Do cái lượng đường huyết cao. But for some of you, đối với một số các anh chị, when the sugar is high in the blood, khi mà đường huyết mà cao trong máu, the brain decides to do nothing. Não bộ kêu, ôi giời đường huyết cao, chẳng làm gì cả. That means. Có nghĩa là cứ để đấy, đúng không ạ? Sugar will remain in the blood itself. Vậy thì trong máu đường huyết vẫn cao. And that is called diabetes. Vậy thì khi mà đường trong máu vẫn cao thì chẩn đoán là bị tiểu đường. But among all the illness I just told you, nếu mà đi so sánh với tất cả những loại bệnh khác, diabetes is the illness, tiểu đường là căn bệnh, which can be cured in 3 days. 3 ngày có thể giúp nó cân bằng được rồi. So you're lucky or suffering from diabetes. Vậy thì ai mà bị tiểu đường là may mắn hơn rồi đấy. Not from the other illnesses. À, so với các bệnh khác là tiểu đường là may mắn hơn rồi đấy. So try to understand. Bây giờ cố gắng hiểu điều này. It is the high sugar. Cái đường huyết nó cao. Which the body wants to manage. Mà cơ thể, não bộ của chúng ta đang cố gắng điều chỉnh. In the process. Và trong cái quá trình điều chỉnh như vậy. You may get different kind of illness. Thì mình sẽ bị một số các cái bệnh khác nhau tùy người. But out of all illness. Và trong số các cái bệnh khác nhau vừa rồi. Which one you will get? Cái nào ạ? Which one you will get? It depends on your genetics, on your past, on something, many factors. Còn mình mà bị dính cái bệnh nào thì còn nhiều nguyên nhân, đúng không ạ? Do quá khứ, do di truyền hay ăn uống, nhiều cái nguyên nhân mà cơ thể của mình tự quyết định là các anh chị bị bệnh nào. So here. Và ở đây. Now we have understood what is diabetes. Chúng ta hiểu về bệnh tiểu đường. Here it is important to know why we can never get cured with drugs. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là trên chúng ta không thể chữa khỏi bệnh tiểu đường bằng thuốc, đúng không ạ? Thuốc không chữa khỏi. In this world, trên thế giới này, not a single person, không có một người bệnh nhân nào ever got cured of diabetes mà chữa khỏi tiểu đường by taking medicine, by bằng taking cách drugs. Là uống thuốc mà chữa khỏi được tiểu đường hết. So what happens in reality? Vậy thì trên thực tế là gì ạ? When your sugar is high, khi mà đường huyết nó cao, doctor see you're suffering from diabetes, you must take some medicine. Bác sĩ bảo các anh chị là uống thuốc để hạ đường huyết xuống. You agree to the doctor and you take the medicine sincerely. Vậy là mình đồng ý theo bác sĩ, mình rất là tuân thủ theo bác sĩ và uống thuốc. What happens? Và chuyện gì đã xảy ra? Sugar quickly goes down. Thì nhanh chóng là đường huyết của mình sẽ hạ xuống. And you are satisfied with that medicine. Thế là mình hài lòng, mình thích cái thuốc này. But after a few months, chỉ trong vài tháng sau, in spite of taking the same medicine, cùng với cái uống cái thuốc đó. What happens? Nhưng mà vẫn là cái loại thuốc đó thì chuyện gì xảy ra? Sugar become very high again. Tự nhiên là đường huyết nó lại vẫn cao. Now what you do? Vậy thì mình phải làm gì? You go back to the doctor. Mình phải quay lại gặp người bác sĩ. What he does? Bác sĩ sẽ làm gì? He increases the dose. Bác sĩ cho tăng liều lên. Now what happens again? Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra lại lần nữa? Sugar again comes down. Thế là đường huyết của mình lại hạ xuống. But only for a few months. Một vài tháng sau. Then what happens? Thì chuyện gì lại xảy ra? In spite of taking the higher dose. Mặc dù đã là uống cái liều cao hơn rồi. Sugar again become high. Nhưng mà đường huyết bây giờ nó vẫn cao. Then what you do? Vậy thì mình phải làm gì? You go back to the doctor. Mình lại đi gặp ông bác sĩ. What he does? Bác sĩ sẽ làm gì? He increases dose even further. Bác sĩ sẽ tăng cái lượng thuốc của mình lên. Then what happens? Vậy thì chuyện gì lại xảy ra? Your sugar came down again. Đường huyết của mình lại hạ xuống. But only for a few months. Một vài tháng sau. Then in spite of taking the higher dose, mặc dù đã uống một cái lượng thuốc rất là nhiều rồi, what happens?
Chuyện gì đã xảy ra? Sugar again goes up. Đường huyết lại vẫn tăng. Now what you do? Thế là bây giờ mình sẽ làm gì? Of course, go back to the doctor. Mình sẽ quay lại kêu ông bác sĩ đó. Now what do you think what he will do? Theo các anh chị thì bác sĩ sẽ làm gì? Still higher dose of medication. Bác sĩ phải tăng liều lên nữa. Then what will happen? Vậy thì khi tăng liều lên thì chuyện gì sẽ xảy ra? Again the blood sugar will become less. Đường huyết nó lại hạ xuống. But for some months. Nhưng mà đến một vài tháng sau. But this time. Và bây giờ. In spite of taking that higher dose. Mặc dù đã uống một cái lượng thuốc rất là nhiều rồi. Your blood sugar become uncontrollably high. Nhưng mà đường huyết đôi khi nó vẫn cứ vượt lên cao lên như vậy. Now tell me what you are going to do. Theo các anh chị thì nếu như uống thuốc lượng nó cao mà đường huyết vẫn như vậy, các anh chị sẽ làm gì? Of course you'll go to the same doctor. Tất nhiên là mình sẽ quay lại cái ông bác sĩ đó. Now tell me what he should do. Theo các anh chị thì ông ấy làm gì ạ? He must give a higher dose of medication. Ông bác sĩ lại cho thêm nhiều thuốc hơn. This story will keep on happening. Vậy thì nó cứ diễn ra liên tục như vậy. Till the time. Cho đến khi nào. Either you lose all the money. Hoặc là sẽ hết tiền. Or you lose your life itself. Hoặc là hết đời. In this world, trên thế giới này, not a single person, không có một ai, got cured of diabetes, và chữa khỏi tiểu đường, by taking the medication, và bằng cách là uống thuốc cả. Then why do you expect that you'll get cured by taking the medication? Vậy thì tại sao mình còn mong đợi là uống thuốc sẽ chữa được tiểu đường cơ chứ? The diabetes medication does only one thing. Và thuốc tiểu đường nó chỉ làm đúng một nhiệm vụ thôi. It makes you even more sick. Đó là làm cho các anh chị bị bệnh nặng hơn. So it can never cure. Nó không bao giờ chữa khỏi được tiểu đường đâu. Now it is proven in medical science. Vậy thì làm sao minh chứng được cái điều đó? Diabetes medication. Thì những cái thuốc mà tiểu đường á. Increase the blood pressure. Thì bắt đầu nó sẽ làm tăng cái huyết áp của mình lên. And you take the blood pressure medication. Nên là ai mà uống thuốc tiểu đường trong một thời gian. It reduces blood pressure. Thì cái huyết áp của mình. You, but it increases the blood sugar. Thì làm ví dụ như là đường huyết của mình cao lên. Now you take the blood sugar medication. Và sau đó một thời gian huyết áp mình cao, mình phải uống thêm một cái thuốc nữa. It decreases the blood sugar. Và sau đó thuốc này làm hạ cái đường huyết của mình xuống. But it increases the blood pressure. Và cái uống thuốc hạ cái đường huyết thì nó sẽ làm cao huyết áp. This is the story of every diabetes patient. Hầu như bệnh nhân tiểu đường nào cũng bị dính cái trường hợp như vậy. You know about it much more than what I know. Thầy các anh chị là biết rõ hơn thầy luôn. Because you're living this life. Bởi vì đây là cuộc sống của các anh chị. This means we have to find some solution outside the medication. Vậy thì mình phải tìm ra một cái giải pháp nào đó và chúng ta không được phụ thuộc vào thuốc. Here it is important for you to understand. Thì cái phần này cực kỳ quan trọng. So, why the medication will never work? Tại sao mà thuốc nó không chữa được khỏi bệnh? I call it an umbrella effect. Và thầy gọi cái này gọi là hiệu ứng chức dù. Whenever you eat any food, khi các anh chị ăn bất kỳ loại thức ăn nào, when it enters the body, khi thức ăn này vào trong cơ thể, how the food behaves? Vậy thì cái hành vi của cái thuốc, cái thức ăn này nó như thế nào? So just imagine. Bây giờ thử tưởng tượng. You are having an open umbrella. Các anh chị có một cái dù được mở ra. You try to enter your door. Mình cố gắng bước vào trong cái cửa. Door of your house. Cái cửa nhà của mình đấy. But the door is smaller than the umbrella. Nhưng cái cánh cửa này, cái cỡ của nó lại nhỏ hơn so với cái dù. So what you are going to do? Thế mình sẽ làm gì ạ? Quickly you squeeze the umbrella. Nhanh chóng mình gấp cái dù ra. You enter the door. Sau đó mình bước vào trong nhà. And then if you need, you can open it again. Nếu mà mình cần thì mình lại mở dù ra. The food in the body behaves like this folding umbrella. Thức ăn nó cư xử, nó hành xử trong cơ thể của chúng ta giống như một cái dù như vậy có thể gấp lại được. As they wanted to enter the cells. Và khi nó vào trong nhà tế bào. The cell door is smaller than the size of the food. Vậy thì cái kích cỡ của nó là nhỏ hơn so với kích cỡ của cái dù. But the food is having a characteristic. Nhưng mà cái gọi là cái cách của cái thức ăn đó, cái khả năng của thức ăn itself là nó có khả năng co lại được. And it enters the cell door. Và nó bước vào trong cửa nhà tế bào. And again it opens and works inside the cell. Và nó sẽ vào và nó bắt đầu nó hoạt động để cung cấp cho tế bào. But when you take the diabetes medication. Nhưng khi mình uống thuốc trị tiểu đường. Or any medication for that matter. Hay là bất kỳ một cái thuốc nào đó. It also looks like an open umbrella. Có vẻ nó nhìn giống như cái chiếc dù. But it cannot fold. Nhưng dù đó không gấp lại được. Now just imagine. Bây giờ mình tưởng tượng. You want to enter the cell door or you want to enter your house. Mình muốn bước vào trong nhà.
But the door is smaller than the umbrella. Nhưng mà cái cửa lại nhỏ hơn kích cỡ của cái dù. And umbrella cannot fold. Mà cái dù này thì lại mở ra và không ngước lại được. What you will do? Thì chúng ta sẽ làm gì ạ? You will struggle to enter the house. Chúng ta cố gắng đẩy để cho nó vào đúng không ạ? In the process. Và trong cái quá trình như vậy. You may scratch the door. Chúng ta sẽ làm hỏng cửa. You may damage the umbrella. Chúng ta cũng làm hỏng cả cái tôm. The similar thing happens in the body. Tương tự trong cơ thể cũng vậy. Every time you take the diabetes medication. Cứ mỗi một lần mình uống thuốc trị tiểu đường. It works in the body only by damaging the body even more. Cái cách mà nó hành xử với cơ thể của chúng ta nó làm thiệt hại cho cái cửa nhà tế bào của chúng ta. So taking medication can never ever cure the diabetes. Nên là cứ uống thuốc thì sẽ không bao giờ chữa khỏi được tiểu đường. So now the question comes. Bây giờ có một câu hỏi xuất hiện. What should we do? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Firstly, I must tell you. Đầu tiên, để chia sẻ cho các anh chị. It's not a good idea to remain a diabetes patient. Thứ nhất là chúng ta không nên để chúng ta bị tiểu đường lâu, đúng không ạ? Because. Bởi vì sao ạ? It is seen. Và người ta thấy rằng. High blood sugar. Đường huyết cao. Leads to heart attack. Thì sẽ dẫn đến bị trụy tim. Or. Hoặc. People who are diabetes patient. Ai mà bị tiểu đường. 20% of the diabetes patient. 20%. By the end of their life. 20% những người tiểu đường đến giai đoạn cuối đời. They become blind also. Thì họ bị mù. And about 20-50% of the diabetes patient. 20% đến 50%. By the end of the life. Những người bị tiểu đường vào giai đoạn cuối. They become a patient of kidney failure as well. Thì họ bị thận. Or about 15% of the diabetes patient. 15% những người bị tiểu đường. In the last stage of the life. Và những cái giai đoạn cuối của họ. They lose their limbs. Họ đã bị mất chân, bị cắt cụt chi. So it is not a good idea to remain a diabetes patient. Chính vì vậy mà chúng ta không nên là duy trì cái việc chúng ta bị tiểu đường. You must escape yourself from 3 D's. Chúng ta phải thoát khỏi được 3 điều. Diabetes. Thứ nhất là gì ạ? Tiểu đường. Drugs. Thứ hai là thuốc không uống. And doctors as well. Thứ ba là không cần phải gặp bác sĩ. So, and if even this is not scaring you. Nếu như điều này vẫn còn chưa làm cho mình sợ. Then I must tell you. Thì thầy sẽ chia sẻ thêm. That diabetes leads to. Tiểu đường sẽ dẫn đến. Man started becoming woman and woman started becoming man. Sẽ biến đàn ông trở thành phụ nữ và phụ nữ sẽ trở thành đàn ông. And this is the problem. Và đây là vấn đề đấy. Which most of the diabetes patient hide, they never say. Và người ta đã thấy những điều đó xảy ra. Once you go back home today. Ngày hôm nay khi các anh chị quay trở về nhà. You can take a small test. Mình sẽ làm một cái kiểm tra nhỏ. So here I must tell you. Và thầy chia sẻ các anh chị. Changes in women. Và đây là những cái thay đổi nữ giới. Those who remain diabetes patient for long, long time. Ai mà cứ bị bệnh tiểu đường mà thời gian rất là dài. Hair growth on face and body. Thì sẽ có hiện tượng lông mọc ở mặt và cơ thể. But loss of hair on head. Bắt đầu rụng tóc rất là nhiều. Irregular menstrual cycle. Chu kỳ kinh nguyệt không đều. Infertility. Bị vô sinh. Polycystic ovary. Bị đa năng buồng trứng. And higher level of male hormone production in the body. Và mức testosterone cao, mức hormone nam cao. But similarly, there are different kind of change happens in the men. Tương tự như vậy cũng có sự thay đổi ở nam giới. The male hormone testosterone production become less. À, thì cái mức testosterone thấp. The female hormone estrogen production becomes higher. Thì cái mức độ hormone nữ giới nó cao lên. Loss of hair, legs, arm and chest. Bắt đầu rụng lông tay, rụng lông ở chân tay và ngực. Soft skin become soft. Làn da thì sẽ mềm mại hơn. Increase breast size. Kích thước vú thì nó sẽ tăng lên. Trouble in getting erection. Khó khăn trong việc cương cứng. And decrease muscle mass. Và giảm khối lượng của cơ bắp. You might have got this kind of form. Mình được phát lúc vào đây nam thì xanh, nữ thì vàng. Which you can fill. Did you get this kind of? Các anh chỉ có cái tờ đó không ạ? Yeah. This you can fill at home. Tối về mình mới làm được không ạ? For women there is different kind of questions. Con gái phụ nữ thì có cái tờ riêng. But for men there are different kind of questions. Nam thì có cái tờ riêng. If more than 4 of the questions, the answer is yes. Nếu như mình thấy khoảng 4 đáp án ở trên đây nêu ra mà thấy đúng đúng. That means you are at a risk of insulin resistance. Và mình đang có cái gọi là tăng lên cái trường hợp kháng insulin ở trong cơ thể đấy. And here I must repeat. Và thầy nhắc lại một lần nữa. Through drugs.
và thông qua thuốc, through diabetes medication, thuốc hoặc thuốc tiểu đường, you are not going to get any relief or any result. Mình không bao giờ khỏi được đâu hoặc không có một kết quả tốt đẹp nào cả. Let me give you a scientific evidence. Và sẽ có những công bố nghiên cứu về y khoa khoa học. In 2001, vào năm 2001, a very big medical trial was done. Thì có một cái nghiên cứu thử nghiệm y khoa cực kỳ lớn. A medical trial called Accord trial. Theo những nghiên cứu của Accord trial. And in that, about 10,000 diabetes patients participated. Và người có 10,000 bệnh nhân tiểu đường tham gia cuộc thử nghiệm này. And the diabetes patients were collected from Canada, US and UK. Và người ta lấy người từ Canada, Anh và Mỹ. And those 10,000 diabetes patients were divided into two groups. Và trong số 10,000 bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường đó chia ra thành hai nhóm. Group 1. Nhóm số 1. With 5,000 diabetes patients. Có khoảng là 5,000 bệnh nhân bị mắc bệnh tiểu đường. These are called a sincere diabetes patient. Cái nhóm này cực kỳ tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ đưa ra. They follow all the instructions given by the doctor. Và họ theo tất cả những cái chỉ dẫn bác sĩ đã đưa ra. They never forget to take the medication. Họ không bao giờ quên uống thuốc. They maintain the sugar level really well. Họ rất tốt để điều chỉnh cái đường huyết của họ. They ensure that every month they must have one doctor visit again. Và cứ mỗi một tháng là họ phải đi gặp ông bác sĩ một lần. And they avoid the food which doctor told them not to eat. Và nghe theo những gì bác sĩ tránh ăn, những cái thức ăn mà bác sĩ bảo mà không được ăn. They are the sincere diabetes patient. Đây là bệnh nhân cực kỳ nghiêm túc. And second group. Và nhóm số 2. They are also diabetes patient. Nhóm này cũng là bệnh nhân bị mắc bệnh tiểu đường. Also go to the doctor sometimes. Họ cũng đi gặp bác sĩ. But mostly forget taking the drugs. Nhưng mà hầu như là thường quên uống thuốc. And then their blood sugar also fluctuates to a high region. Đường huyết thì nó cũng bấp bênh thường xuyên. They don't even go to doctor much. Không có đi gặp bác sĩ nhiều. And the medical scientist. Và các nhà khoa học như thế rằng. They wanted to prove. Họ muốn minh chứng một điều rằng. That if. Nếu như. Group 1. Cái nhóm số 1 này. Those who are following all the doctor instructions. Cái nhóm mà theo sự chỉ dẫn rất nghiêm túc từ bác. If you follow all the doctor instructions for long time. Theo sự chỉ dẫn nghiêm túc từ bác sĩ trong một thời gian dài. You'll be healthier than the group 2. Thì nào nhóm này cũng khỏe mạnh hơn so với nhóm số 2. And they wanted to do this trial for about 6 years. Thế là họ sẽ tiếp họ làm nghiên cứu này, dự đoán là trong vòng 6 năm. But by the time it was 3.5 years. Nhưng mà mới có đến 3 năm rưỡi. Scientists were surprised to see. Các nhà khoa học y khoa rất là ngạc nhiên thấy rằng. The group 1. Nhóm số 1. Those who take the drugs sincerely. Nhóm mà tuân thủ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Those who maintain the good blood sugar reasonably. Nhóm này kiểm soát đường huyết tốt hơn. The scientists found. Và các nhà khoa học thấy rằng. 22% more death in group 1. Có tỷ lệ chết hơn 23% trong số nhóm số 1. And as a result. Và theo kết quả như vậy. In a fear of more death. Và sợ là chết nhiều hơn nữa sẽ xảy ra. Scientists had to discontinue group 1. Các nhà khoa học mới kêu ngừng lại nhóm số 1. So one of the conclusion of Accord trial is. Thế là cuối cùng thử nghiệm đưa ra cái kết luận. That if you want to live healthier. Nếu như các anh chị muốn sống khỏe mạnh lâu hơn. Don't follow what your doctor says. Thì đừng theo những gì bác sĩ nói. So that is the starting point. Chúng ta cần hiểu rõ về điều đó. Here. Ở đây. The most important part. Thêm một điều quan trọng nữa. How to cure the diabetes? Vậy làm thế nào chữa được tiểu đường đây? Till now we have understood. Cho tới tại thời điểm này các anh chị hiểu ra rằng. What is diabetes? Tiểu đường là gì? And what happens in the body? Cơ thể của chúng ta như thế nào? And how the drugs makes the patient even worse? Và cái cách mà thuốc làm cho cơ thể của chúng ta trở nên tồi tệ ra sao? But now this part. Tới cái phần này. How to cure? Làm thế nào chữa khỏi? So this is going to be the most important part of the whole training. Thì cái phần này là quan trọng nhất trong chương trình. So try to pay attention to this part. Nên là chúng ta cố gắng là tập trung theo dõi phần này. In this world. Trên thế giới này. There are two kind of people. Có hai nhóm người. People who are healthy person. Một nhóm người là khỏe mạnh. And people who are diabetes patient. Một nhóm người là bị bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. How some people they become diabetes?
Vậy thì làm thế nào mà cái nhóm này lại bị nhiều người bị mắc bệnh tiểu đường đến thế? How they get the diabetes? Tại sao họ lại bị bệnh tiểu đường? They must be doing something wrong. Có nghĩa là họ đã làm gì điều gì đó sai. So to know that. Và để biết được điều này. So two important civilizations of the world were being compared. Và họ mới so sánh giữa hai bộ lạc trên thế giới. One is Hunza Indians. Bộ lạc đó là bộ tộc Hunza Ấn Độ. They are known to be the most healthy people of the world. Và họ được biết rằng bộ tộc tộc sống khỏe mạnh nhất trên thế giới. They live more than 100 years. Họ sống đến hơn trăm tuổi. And if you go to Hunza. Và nếu như các anh chị có cơ hội được đến Hunza. You'll find. Và các anh chị sẽ thấy rằng. That there is no diabetes patient. Ở đó không có ai bị mắc bệnh tiểu đường cả. There is no cancer as well. Ở đấy cũng không có ai bị mắc bệnh ung thư. No heart disease. Cũng không ai bị bệnh tim. People live healthy life. Họ sống rất là khỏe mạnh. Even in their 100 years of age. Thậm chí là họ sống đến 100 năm tuổi. They are very active. Và họ vẫn rất là năng động. If any of your friend is a doctor. Nếu như các anh chị là có bạn là bác sĩ. And if he thinks of going Hunza and starting his practice. Và các anh chị nghĩ là mình sẽ đến bộ lạc Hunza này để hành nghề. He'll become jobless. Thì tới đó thì mình sẽ thất nghiệp. He'll not get even a single patient. Ở đó không có bệnh nhân nào cả. And one other civilization called Pima Indian. Có một cái bộ lạc, bộ tộc Pima Ấn Độ. According to World Health Organization 2007 report. Theo như báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2007. More than 50% of the Pima Indian are diabetes patients. Hơn 50% những người ở bộ lạc Pima này bị mắc bệnh tiểu đường. That means every second person is a diabetes patient. Cứ nghĩa là cứ hai người thì sẽ có một người bị mắc bệnh tiểu đường. In this world. Ở trên thế giới này. Most of the medical trials are done. Và rất nhiều cái cuộc nghiên cứu y khoa được tiến hành. On Pima Indians. Trên bộ tộc Pima này. The scientists wanted to know. Các nhà khoa học muốn biết rằng. Why more and more Pima Indians they suffer from diabetes. Tại sao lại cái bộ lạc này lại nhiều người bị mắc bệnh tiểu đường đến như vậy? And here comes the important conclusion. Và họ đưa đến một kết luận. The answer is food. Câu trả lời là do cái thức ăn họ ăn. The way you eat the food. Do cái cách mà họ ăn. And that decides whether you are going to be a diabetes patient. Và nó quyết định là mình bị bệnh tiểu đường. Or whether you are going to be healthy. Hay là mình quyết định mình là người khỏe mạnh. So let's give you some example. Bây giờ thầy lấy một ví dụ. For example. Lấy một ví dụ. If I say tomato. Nếu như thầy nói rằng cà chua. You tell me. Cà chua các anh chị nói cho thầy biết. Is it good for diabetes patient or bad for diabetes patient? Thì tốt cho người bị mắc bệnh tiểu đường hay là xấu cho người mắc bệnh tiểu đường? Tốt hay tệ à? Good. It depends on how you eat tomato. Nhưng mà còn phải phụ thuộc vào cái cách mà mình ăn cà chua nữa cơ. If you eat it raw. Nếu như mình ăn cà chua sống. And eat in large quantity. Nếu như ăn đủ số lượng. Quickly it brings the blood sugar under control. Thì chúng ta sẽ kiểm soát được đường huyết của chúng ta đấy. And you're cured of diabetes. Thì nó sẽ chữa khỏi được bệnh tiểu đường. But you fry it. Nhưng nếu chúng ta chiên nó lên. And if you process the tomato. Chúng ta luộc xào chiên nó lên. And then you eat it. Sau đó chúng ta ăn nó. Quickly you will become a diabetes patient. Thì chúng ta sẽ nhanh chóng bị mắc bệnh tiểu đường. So important is not. Và cái điều quan trọng nhất ở đây là what you eat. Cách mà mình ăn. Important is. Quan trọng hơn. How you eat. Cái mà mình ăn á, nó không quan trọng bằng cách mà mình ăn, được không ạ? For example. Lấy một ví dụ. I talk of banana. Chuối đi. Is it good for diabetes patient or bad for diabetes patient? Chuối tốt cho tiểu đường, bệnh tiểu đường hay là xấu cho bệnh nhân tiểu đường ạ? Bad. Bad. Xấu cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Every month. Cứ mỗi một tháng. In Vietnam. Ở Việt Nam. In India. Hay ở Ấn Độ. And some other places. Hay là một số nơi khác trên thế giới. We collect some diabetes patient. Chúng tôi có những nhóm các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Those who have been diabetes patient for several years. Những người bị mắc bệnh tiểu đường trong vòng nhiều năm nay rồi. And we keep them with us for 3 days. Chúng tôi làm một chương trình hành trình 3 ngày. This month also. Tháng này cũng có. 13, 14. Ngày 13, ngày 14, ngày 15. We are having the similar kind of the 3 days diabetes cure camp. Chúng tôi cũng có hành trình tái tạo cơ thể 72 giờ khởi đầu chia tay tiểu đường. But before the diabetes patient enter the camp. Nhưng mà bệnh nhân mà muốn tham gia trước khi tham gia vào cái hành trình này. We take a promise from them. Chúng tôi cam kết. That if you want to get cure of diabetes.
là cái việc mà các anh chị muốn chữa khỏi bệnh tiểu đường. You must have to eat. Thì phải ăn nhiều vào. Lot of bananas. Ăn nhiều chuối vào. And if it is seasonal mango. Và thậm chí là ăn cả xoài nữa. Then at least 1 kg of mango every day. Thậm chí ăn cả 1 kg xoài cũng có. And what is the result? Và kết quả là gì ạ? In those 3 days. Trong 3 ngày đó. All the diabetes patients. Thì tất cả những người bị mắc bệnh tiểu đường. They are free of drugs. Thì họ không có uống một viên thuốc nào cả. Free of insulin. Họ không trong những trường hợp giảm liều insulin. And free of diabetes also. Thì lúc này là họ khỏi tiểu đường. So the truth is. Và sự thật. If it is a mango season. Và nếu mà vào mùa xoài. And every day in the morning. Thì buổi sáng sớm á. If you are able to eat at least 1 kg of mango. Nếu như các anh chị ăn được cả 1 kg xoài. Then within few days. Thì chỉ trong vài ngày thôi. You're cured of diabetes. Thì bệnh tiểu đường cũng khỏi đấy. So, just imagine. Bây giờ mình thử tưởng tượng. Many of the diabetes patients they complain to me. They say. Rất nhiều bệnh nhân gặp thầy và nói rằng. The doctor said me not to eat mango. It will increase your blood sugar. Thầy ơi, bác sĩ nói á là không được ăn xoài. Ăn xoài nhiều sẽ làm tăng đường huyết lên. But you are saying that you must eat mango to cure the diabetes. Nhưng mà bây giờ thì nghe thầy nói rằng ăn xoài nhiều đi chữa được tiểu đường đấy. Many of my patients they come to me and complain and they ask me questions. Thế là bệnh nhân hỏi sao thầy lại nói như vậy được? Bác sĩ em bảo là ăn xoài tăng đường mà. Then why the doctor is saying not to eat mangoes? Và bạn có tự hỏi tại sao bác sĩ không bảo các tại sao bác sĩ lại bảo các anh chị là không được ăn xoài không? The reality is. Bởi vì thực tế. If you eat a lot of mangoes. Nếu như ăn nhiều xoài. And if you get cured quickly. Và nếu như mà chữa khỏi tiểu đường nhanh. Then who will go to the doctor? Thì ai còn đi gặp bác sĩ nữa? Here's the important point. Chính vì vậy ở đây có một cái ý rất là quan trọng. If you eat mango in empty stomach. Nếu như ăn xoài vào lúc mà bụng đói. It will help you to cure the diabetes. Giúp mình chữa khỏi tiểu đường đấy. But if you eat mango when the stomach is already full. Nhưng nếu như ăn xoài lúc bụng đã no rồi. It may make the diabetes worse. Thì lại khiến cho bệnh tiểu đường của mình nặng thêm đấy. The point I want to make here is. Và ý của thầy muốn chia sẻ ở đây là. Important is not what you eat. Không phải quan trọng là mình ăn cái gì. Important is how you eat. Và quan trọng cách mình ăn cái thức ăn nó như thế nào. Potato. Ví dụ như khoai tây. Good for diabetes patient or bad for diabetes? Khoai tây tốt cho người bị tiểu đường hay là xấu cho người bị tiểu đường hả? Potato. Ví dụ khoai tây. Can be very good for diabetes patient. Cũng có thể rất tốt cho bệnh tiểu đường. If you eat potato. Nếu như ăn khoai tây. By boiling it only. Bằng cách hấp luộc nó lên. Or by steaming it only. Hoặc là hấp nó lên. But if you eat potato. Nhưng nếu như ăn khoai tây. After frying in the oil. Mà ăn kiểu như khoai tây chiên ở trong dầu ấy. Then it will be bad for the diabetes. Thì lại rất là tệ, rất là xấu cho bệnh nhân bị mắc bệnh tiểu đường. So try to understand. Nên cố gắng hiểu điều này. There are some simple rules. Nó chỉ có những cái quy luật đơn giản. If you understand. Và nếu các anh chị học được những cái nguyên tắc dinh dưỡng này. Within 3 days. Trong vòng 3 ngày. Quickly you will be free of diabetes. Thì nhanh chóng mình sẽ khỏi đầu chia tay tiểu đường. And many people across the world. Và rất nhiều người trên thế giới này. They experimented on it. Họ cũng trải nghiệm cái phương pháp này. And they got this kind of result. Và họ cũng có được kết quả tương tự như vậy. One of them is Bill Clinton. Và một trong số đó là Tổng thống Mỹ Bill Clinton. So, in 2004, năm 2004, Bill Clinton suffered from 4 bypass surgery. Tổng thống Mỹ Bill Clinton làm 4 cuộc phẫu thuật. In 2005, năm 2005, 1 lung surgery. Thêm một cuộc phẫu thuật liên quan đến phổi. In 2010, năm 2010, 2 angioplasty. Thêm 2 cuộc phẫu thuật về động mạch vành. Also, Bill Clinton became very fat. Lúc này thì Tổng thống Mỹ Bill Clinton cực kỳ mập. And also very mad. Và giống như là đầu óc nó có một vấn đề. You might be knowing. Và mình biết rằng. After some surgeries. Sau một vài cuộc phẫu thuật. The brain cells they start dying. Tế bào não dần dần nó sẽ bị chết. And the person appears to be mad. Nên là con người người ta dần dần nó có là bị có vấn đề. But in 2010. Đến năm 2010. Bill Clinton was told about this kind of science of food. Tổng thống Mỹ Bill Clinton biết đến cái ngành dinh dưỡng học này. How the food can become medicine? Làm thế nào để biến thức ăn trở thành liều thuốc hữu hiệu nhất?
Clinton decided to apply this method. Và tổng thống Mỹ Bill Clinton đã áp dụng những cái phương pháp dinh dưỡng này. And to his surprise. Và sau đó rất là ngạc nhiên. Within few days of using this method. Chỉ trong vòng thời gian ngắn áp dụng như thế này. He quickly recovered from heart disease. Ông nhanh chóng khỏi bệnh tim. He became thin and active again. Ông ấy trở nên thon gọn và đẹp trở lại. He became healthy once again. Ông trở nên khỏe mạnh lại. And from 2011. Và từ năm 2011 đến nay. Now it is 2016. Bây giờ là năm 2016. He never ever became ill again. Ông không bị bệnh lại nữa. And at this time he is more active than what he was when he was president. Và ông ấy cảm thấy rằng khỏe mạnh hơn so với trước đây. The media, the international media, they were surprised to see his new health. Và truyền thông ở trên thế giới họ muốn biết là cái tại sao ông lại có một cái sức khỏe mới đến như vậy. And when the international media asked Bill Clinton, và khi mà giới truyền thông hỏi tổng thống Mỹ Bill Clinton, what is the secret of your new health? Vậy bí mật nào để cho có được một sức khỏe tốt như vậy? Then what was his answer? Và câu trả lời của ông là, I want you to see and hear what he says. Thầy muốn các anh chị chú ý lên màn hình để xem câu trả lời của tổng thống Mỹ Bill Clinton. But I did it for a different reason. I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't ever dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, whom you know out in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years. Me to too. Come. That's really the big deal. You know, Hillary and I, we're happy. We love our son-in-law and we admire him, but and we'd like to be around if there's grandkids. We want to be there to do our part. Mr. President, good luck. Thank you. Thanks for what you're doing. Jed, you've seen what Bill Clinton was saying. Và các anh chị vừa xem là Tổng thống Mỹ Bill Clinton chuyển sang cái chế độ ăn thực vật và bằng cái cách dinh dưỡng ông ta đã khỏi bệnh. He explained that how by taking this particular diet. Và ông ấy nói rằng nếu như ăn theo một cái chế độ. He quickly recovered from his heart disease. Thì nhanh chóng là bệnh tim của ông sẽ khỏi. He became healthy once again. Thì ông ta sẽ được khỏi mạnh trở lại. Here he named some doctors. Và ông ấy cũng đề cập đến một số bác sĩ. T. Colin Campbell. Bác sĩ T. Colin Campbell. Called his team. Bác sĩ Caldwell Esselstyn. I got an opportunity to get trained from those doctors. Và thầy có cơ hội được học trực tiếp huấn luyện bởi hai vị bác sĩ đó. Through Cornell University, USA. Thầy học ở trường Đại học Cornell, Hoa Kỳ. And I applied those methods on my patients in India. Và thầy đã áp dụng tất cả những cái phương pháp này, nghiên cứu này vào trong những bệnh nhân. And every day I've seen. Cứ mỗi lần thầy áp dụng thì đều thấy rằng whenever a patient follows this diet for a few days, nếu như cái bệnh nhân chỉ theo chế độ ăn này trong một thời gian ngắn, quickly he recovers from all the illnesses. Thì nhanh chóng là họ cũng sẽ khỏi bệnh. Every time he get rid of all the illnesses. Và cứ mỗi một thời gian như vậy thì thầy thấy là sẽ có nhiều người họ khỏi bệnh nếu theo ăn cái chế độ này. Not just diabetes. Và đặc biệt là không chỉ khỏi tiểu đường. Not just high blood pressure. Mà không chỉ khỏi huyết áp cao. Not just heart disease. Không chỉ là bị bệnh tim. It is all the collection of lifestyle diseases. Mà là tất cả những bệnh liên quan đến lối sống, cách mình sống như thế nào. In even my 3 days
72 hours diabetes cure tour. Chính vì vậy mà chúng tôi mới tiến hành chương trình là hành trình tái tạo cơ thể 72 giờ khởi đầu chia tay tiểu đường. In India and also in Vietnam. Ở Ấn Độ cũng có và ở Việt Nam cũng có. So when the patient they stay with us for 3 days. Khi mà bệnh nhân cùng với nhau làm một cái hành trình. And they follow this kind of diet. Và ăn theo cái chế độ mà thầy đưa ra. They are themselves surprised. Và họ rất là ngạc nhiên. That they had been taking the medicines for 15 years, 20 years, even more than that. Và có những người mà bị 20 năm, 30 năm, thậm chí hơn cả như vậy. Some of them were taking about 19 or 20 medicines a day. Có những người uống 20 loại thuốc trong một ngày. Or even 50 or 70 or 90 units of insulin every day. Và thậm chí có người tiêm đến cả mấy chục đơn vị insulin một ngày. But then they quickly realize. Nhưng mà sau đó họ cực kỳ ngạc nhiên và nhận ra rằng. They don't need any of them. Họ không cần thuốc nữa. Their blood sugar becomes normal. Và đường huyết của họ vẫn nằm trong an toàn. Blood pressure becomes normal. Và đường huyết ổn định. Blood cholesterol becomes normal. Cholesterol sẽ trở về mức bình thường. They started feeling healthy. Và lúc này họ sẽ khỏe mạnh trở lại. They started feeling that the pain has not been there, it has reduced. Và có một số người thì bị đau đầu thì họ sẽ dần dần bị mất. It is the miracle of food. Và giống như là thực phẩm rất là tuyệt vời. The food becomes the medicine. Và thực ra cái thực phẩm chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. In Ho Chi Minh City. Ở thành phố Hồ Chí Minh. In last one year. Và một năm nay. There have been about 500 patients. Chúng ta đã có khoảng 150 người. Who got cured in the diabetes through from diabetes. Theo cái chế độ này và họ cũng khỏi tiểu đường. So some of the patients are right here with you today. Và có một số người ngày hôm nay có mặt tại trong căn phòng này. But before you get to know about them. Nhưng mà trước khi được cơ hội được diện kiến. I will request Julia to come on the stage. Thầy sẽ mời chị Julia, giám đốc của BMO, người đã mang thầy về Việt Nam. And share the story further. Và để chia sẻ cái câu chuyện mà những cái thành quả diễn ra như thế nào. Xin dành một tràng vỗ tay cho chị Nguyễn Hoàng Anh được không ạ? Xin chào tất cả cô chú các chị ngày hôm nay. Tối nay mình thấy kiến thức thầy chia sẻ có thú vị không ạ? Có. Các cô chú anh chị nghĩ là mình có thể áp dụng được ngay sau cái buổi tối hôm nay không ạ? Dạ. Thực sự thì 2 năm trước, cách đây 2 năm khi mà lần đầu tiên tôi qua Ấn Độ để tôi học tất cả những cái phương pháp của thầy thì bản thân tôi cũng có rất là nhiều cái suy nghĩ, bởi vì trước kia thì tôi cũng là một rất là quan tâm khỏe, cũng rất là thích những cái chế độ ăn dinh dưỡng và cũng tìm tòi học hỏi liên tục. Nhưng mà thật sự thì tất cả những cái kiến thức mà thầy đã chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay thì trong 2 năm qua tôi thực sự thấy là đã áp dụng và đã có hàng ngàn học viên của BMO, bởi vì chúng tôi có 2 chương trình, một chương trình đào tạo về cái kiến thức sức khỏe và trí não cơ bản thì chúng tôi đã triển khai được 2 năm và cũng đã có khoảng gần 4.000 học viên của BMO đã theo. Còn cái chương trình mà 72 giờ chia tay tiểu đường thì thật sự chúng tôi mới triển khai hơn 1 năm qua và chúng tôi đã có gần 200 bệnh nhân, chúng tôi gọi không gọi họ là bệnh nhân mà chúng tôi gọi họ là học viên đã tham gia, đã thành công. Và trong cái khán phòng ngày hôm nay thì tôi rất là xúc động và thấy có rất là nhiều các gương mặt thân quen từ tour 1 cho đến tour 6. Tí nữa thì tôi sẽ xin phép mời một số các cô chú anh chị lên đây để chia sẻ câu chuyện thành công của chúng ta ngày hôm nay. Thì tôi cũng mới trở về từ một chuyến đi Ấn Độ vào tuần trước của thầy ở ngay tại bên Ấn Độ. Thì tận mắt chứng kiến một cái chương trình vừa rồi là khoảng 104 thành viên tham gia và trong đó cũng có rất là nhiều các chính trị gia, những người rất là quan trọng, các bác sĩ của thầy ở bên Ấn Độ. Và đây là những cái vị đầu bếp mà chúng tôi đã trực tiếp chế biến tất cả những cái món ăn cho bệnh nhân. Và đặc biệt là một cái điều là các anh chị thấy là có khoảng 10 bé là bị tiếp 1, mà trong đó bé nhỏ nhất là mới có 5 tuổi. Bé này nó mới có 5 tuổi thôi, một ngày phải chích khoảng 50 liều insulin. Thì khi tôi nói chuyện với bé thì nó rất là hiểu biết, và thậm chí là mẹ bé chia sẻ là có những lúc ở nhà bé nói rằng mẹ ơi hãy chích cho con liều cao đi để con đi lên thiên đàng. Mới có 5 tuổi thôi các anh chị mà bé chia sẻ như vậy. Nhưng trong 3 ngày hành trình ở đây tôi chứng kiến là không một liều insulin nào hết, và mẹ của bé rất là hạnh phúc vì điều này. Và thậm chí có một số bé, ví dụ như bé này là bay từ bên Anh qua
rồi có một số bé là bay từ bên Pakistan qua. Tại vì cái chương trình này của thầy đã làm rất là lâu và gần như là rất nhiều nước các họ biết và họ đã bay về đây để tham gia cái chương trình này. Thì đây là cái hình ảnh cuối cùng, chúng tôi có một bức ảnh lưu niệm để tham gia hơn 100 bệnh nhân. Và cái điều này thật sự là một cái gọi là nỗ lực của tôi, của chúng tôi trong cái hành trình tiếp tục làm sao mà muốn lan tỏa cái phương pháp này cho tất cả các cộng đồng của người Việt Nam chúng ta. Thì ngày hôm nay tôi cũng xin phép mời lên đây bác sĩ Nguyễn Mạnh Quốc, là vị bác sĩ mà đã đi với chúng tôi trong những cái hành trình vừa qua. Dạ, mời bác sĩ Quốc. Và hồi nãy thì MC cũng quên giới thiệu, đó là bác sĩ thứ hai của chúng tôi là bác sĩ Ngọt. Dạ, mời bác sĩ luôn ạ. Dạ, mời bác sĩ. Dạ. Bác Quốc có thể chia sẻ một chút xíu về cái trải nghiệm của bác trong trong 6 cái chương trình vừa qua mà bác đã tham gia cùng với lại các cái thành viên của chúng tôi ạ. Đầu tiên tôi về đây tôi cũng không có tin được cái việc mình về tiểu đường chữa trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi xin tự giới thiệu là tôi là bác sĩ mà Việt Nam nhưng mà sang bên Pháp và học bên Mỹ luôn. Thành ra mới đầu thì không tin được cái chương trình của tiến sĩ Vishwarup này. Thì nhân dịp có một cái tour gọi là đi khởi đầu chia tay tiểu đường, tôi cũng tham dự để coi xem sao. Tại vì từ hồi gì xưa đến giờ tất cả các bác sĩ bạn tôi hay là bác sĩ bên ngoại quốc đều nói tiểu đường chữa không được, chúng ta phải lệ thuộc thuốc tiểu đường đến khi cuối cuộc đời. Và không những lệ thuộc thuốc mà chúng ta còn bị những cái gọi là biến chứng của bệnh tiểu đường. Tiểu đường không phải là một cái bệnh gây chết người mà là nó các biến chứng của nó gây ra cái nguy hại chết người. Và biến chứng đầu tiên là về trụy tim mạch, biến chứng thứ hai là bị sốc, rồi tức là bị tai biến mạch máu não, biến chứng thứ ba là suy thận, biến chứng thứ tư là bị mù mắt, tức là không thể nào chữa được. Biến chứng thứ năm mà có thể gây nguy hại về nhãn tiền trước mắt là chúng ta phải cắt chi, đoạn chi của các bệnh nhân. Và nếu không biết cách đoạn chi thì nó sẽ nhiều lần đoạn, để tức là đôi khi không thể nào đoạn được nữa, chúng ta phải gọi tháo khớp háng, tháo khớp đầu gối. Như vậy là tôi thấy rằng sau khi đi thì tôi thấy tôi đã điều trị, đã thử máu cho họ trước khi, trong khi và sau khi đi hành trình đó, thì tôi thấy tiểu đường, cái đường huyết nó xuống nhanh lắm. Tại vì sao? Tại vì chúng ta phải hoạt động và chúng ta ăn uống theo cái phương pháp của thầy đi đưa ra, có những cái 12 chất thực phẩm, thì ít nhất 9 cái thực phẩm đó, 9-10 thực phẩm đó làm hạ đường huyết. Thành ra những cái mà thực phẩm của ông thầy Pi đưa ra là nó hay, rồi nó hạt với đất nước chúng ta, là tại vì chúng ta đất nước chúng ta là nông nghiệp, thành ra nhiều thực phẩm mà trên các cây cối đều có tính chất thuốc. Từ hồi xưa đến giờ là thuốc tây cũng lấy từ các cây cối mà ra, chứ không phải là do sản xuất bằng hóa học và hóa chất. Thì cái chương trình của chúng ta thì có bác sĩ Phục đi cùng với hành trình, và ngoài ra thì bác sĩ Ngọt cũng là người cũng là một người vừa bị tiểu đường mà cũng lại vừa bị bác sĩ. Thành ra chắc là cho bác sĩ Ngọt một chút thời gian để bác sĩ Ngọt chia sẻ chính kinh nghiệm bản thân mình, bởi vì hai vị bác sĩ này thì ngoài cái việc đồng hành cùng chúng ta thì cũng sẽ là người sau đó chăm sóc tất cả các thành viên của chúng ta sau hành trình, bởi vì chúng tôi có 3 tháng để mà chăm sóc tất cả các thành viên tham gia. Dạ, bác sĩ Ngọc chia sẻ ngay được. Dạ, xin chào tất cả quý vị. Tôi giới thiệu tôi là bác sĩ Nguyễn Nhân Ngọc, bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành về bác sĩ gia đình. Tôi thì trước đây tôi bị khoảng 7-8 năm nay tôi bị tiểu đường. Cái lúc mà đường huyết cao nhất của tôi là khoảng 250 mg, rồi gấp 2,5 lần cái số người bình thường. Lúc đó tôi bị hoang lắm. Tại vì trên thế giới này chưa có ai chữa được cái tiểu đường. Và bạn bè của tôi đó là rất là nhiều người trong làm trong lĩnh vực tiểu đường, họ cũng nói y chang một câu
là tôi phải uống thuốc suốt đời. Cái câu này hầu như ai cũng nghe và tôi cũng nghe giống vậy. Cho nên lúc đó rất là bị quan, như tôi cũng có dịp may là tôi được tham gia cái chương trình này. Thì thật đầu, thật tình mà nói thì lúc đầu tôi không có tin. Tại vì trong cái tiềm thức của mình là hiểu đường lợi sống chung với lũ rồi, không có thể nào mà ngưng thuốc. Bạn bè tôi nói tôi ngưng thuốc là tôi chết. Bởi vì cho nên tôi tham gia một cách là rất là tò mò, rất là theo dõi để xem như thế nào. Lúc đó chưa có tình. Nhưng mà sau khi tham gia hành trình về thì tôi bắt đầu áp dụng theo đúng theo phương pháp của thầy đi dạy. Thì kết quả rất là tuyệt vời. Cái đường huyết của tôi hiện nha, trong 10 tháng nay tôi tham gia 10 tháng rồi. Trong 10 tháng nay thì tôi không uống viên thuốc tây. Nhưng mà đường huyết nó vẫn ổn bình thường. Cái đó là rất rất là mừng. Không có cái gì bằng. Còn nữa, đó, cái huyết áp của tôi lúc trước cũng rất là cao, bây giờ nó cũng rẻ về bình thường luôn. Cái cân nặng của tôi nó trước là 75kg, giờ còn 70 giảm được nặng cân. Và cái dòng bụng tôi lúc trước rất là to, và bây giờ nó giảm được khoảng 15 phần. Và cái da bây giờ nó láng mạnh hơn lúc trước. Nói chung là rất là tuyệt vời. Cho bác sĩ cậu một cái thay đổi mà dạ. Chứ còn là cái phát và một cái trải nghiệm thì nó đã thay đổi được rất là nhiều thứ không ạ? Dạ, và như vậy thì chúng ta sẽ yên tâm rằng là trong cái hành trình của chúng ta sẽ có hai vị bác sĩ và chính những cái trải nghiệm của mình sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta và chăm sóc tất cả chúng ta. Dạ, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Quốc. Dạ, và cảm ơn bác sĩ Ngọt. Và chắc là chúng ta cũng sẽ rất là tò mò, không biết là cái chương trình nó sẽ như thế nào, thì tôi sẽ xin dành 3 phút để chúng ta có thể xem một cái giới thiệu về cái chương trình. Năm nay năm 41 tuổi, đã mắc bệnh tiểu đường, nay nó là 5 năm rồi. Thì bác sĩ nói rồi, chị, tôi nói chị phải chuẩn bị tinh thần ngang chị bị bệnh tiểu đường rồi. Tôi về nhà tôi âm thầm tôi buồn lắm, tôi khóc hoài à. Tại vì cái cơ thể của mình hồi nào tới giờ không ăn được gì. Cơm tôi nhịn được, nhưng mà phải cho tôi ăn có cá, có thịt, có rau. Thành nữ ra về bữa đó cũng buồn lắm mà cũng khóc tập. Nhưng mà chúng ta không có niềm tin, vậy thì bây giờ như thế nào?
chắc chắn. Giống như người mù thì phải cần kiếm người sáng mắt dẫn chúng ta đi. Chúng ta giống như những người mù, chúng ta cũng chưa biết là như thế nào là đường đi như ra sao, thì phải cần người dẫn đường. Và trong trải nghiệm ngày hôm nay, người dẫn đường xuất hiện giống như một cái thông điệp là thầy Bi mang đến cho chúng ta một cái người dẫn đường, hướng dẫn một cái người dẫn đường đã thấy một kết quả. Cái thật ra thì thuốc thức ăn này là chính là cái liều thuốc hữu hiệu nhất cho các anh chị. Qua thì đường huyết của Lâm là hoàn toàn bình thường theo cái tiêu chuẩn của y khoa luôn, chứ không phải tiêu chuẩn của thầy Pitworth. Số 1 là không uống thuốc, số 2 là hết bệnh tiểu đường, và số 3 là không còn lệ thuộc vào bác sĩ nữa. Xin báo với tất cả mọi người, tôi đã được rồi. Trong vòng mình không biết là 10 phút hay là bao nhiêu lâu, nhưng mà mình cảm nhận, mình trải nghiệm được 44 năm rồi mới học được một cái bài học hay và như thế này. Và tất cả những anh em mình ngồi đây đều là cái duyên khi mà gặp được thầy Bi, giống như là một vị thánh, một vị đã ban cho chúng ta một cái nguồn sống mới và một sức sống mới. Tiên buổi sáng sớm tổ chức đo sức ăn là 254, ngày hôm qua là 255, thì sáng hôm nay là 196. Em chữa được rất là nhiều bệnh, mặc dù tôi không bị một cái bệnh gì cả. Sau khi khám sức khỏe thì thấy mình rất là khỏe, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng phải nên theo cái chương trình, cái chế độ ăn uống như thế này thì mình sẽ khỏe hơn và sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì tôi tin chắc là cái phương pháp này sẽ mang lại cho tôi cái giải pháp. Sau khi kết thúc cái chương trình đi 3 ngày về thì chúng tôi, tất cả các học viên của chúng tôi đều chia sẻ rằng họ đã có một cái gia đình thứ hai, đó là cái gia đình hàng ngày họ có ở chia sẻ với nhau là ăn cái gì, nó như thế nào. Bởi vì khi mà chúng tôi đưa cái chương trình này về Việt Nam thì chúng tôi nghiên cứu dựa trên tất cả những thói quen thực phẩm và những cái gì đó nó phù hợp với lại con người Việt Nam. Và hôm nay thì tôi cũng rất là vui mừng khi có rất là nhiều các gương mặt thân quen ở đây, thì chắc là xin mời tất cả các cô chú anh chị thành viên đã tham gia các cái chương trình trước lên sân khấu ạ. Dạ, mời cô Tiến, mời chú và Thành, có rất nhiều anh Sơn ạ, mời anh Sơn, anh Tám. Tôi nhớ được tên được tất cả các thành viên đã tham gia, bởi vì họ gần như là những người mà chúng tôi chăm sóc thường xuyên. Dạ, cô, dạ, ca sĩ,
cô là tu xấu, một người rất là, thật sự thì hôm nay tôi rất là xúc động bởi vì tôi cũng không nghĩ là các cô chú anh chị có thể dành một cái thời gian buổi tối để có thể đến đây cùng chúng tôi như thế này. Cho các cô chú anh chị một tràng pháo tay ạ. Dạ, dạ, cảm ơn các cô chú anh chị. Chắc là em xin phép mời cô Tí, một thành viên rất là tích cực. Dạ, cô có thể chia sẻ một chút về cái trải nghiệm của cô. Thưa bác sĩ Fishbrook, cô làm giám đốc, thưa bác sĩ Wood, cũng như bác sĩ Ngọc và toàn thể anh chị em. Tôi là, tên là Tiến, năm nay tôi 66 tuổi. Thì khi mà tôi 35 tuổi thì tôi biết là tôi đã bị cholesterol và lipid. Mặc dù cái cân lượng của tôi thì khoảng là 53kg. Thì tôi đi tìm đến những cái phương tiện. Lúc bây giờ thì tôi rất là sợ bệnh. Thì người ta nói tôi đã trong giai đoạn béo phì đầu, tôi cao 1m6 mà tôi 53kg, là giai đoạn béo phì và mỡ cholesterol lipid đã đầy trên người, tôi rất là lo lắng. Và thỉnh thoảng một năm vậy là tôi đã bị quá nữa hoặc là bị bệnh rối loạn tiền đình. Và tôi tìm kiếm trong sách vở và đông y và tìm tất cả thứ, thậm chí tìm thấy ăn chay. Và tôi thấy ăn chay này không được rồi, có mỡ là quá nhiều và phương pháp này không khoa học. Và tôi đã bí đấu cho đến khi tuổi về hưu, tôi vẫn canh cánh trong lòng, có một bà mẹ cũng bị y như vậy. Và đến khi tôi nghe có một cái thông tin là có cái buổi hội thảo và tôi đến, thì ngay lập tức tôi đã, sự tìm kiếm của tôi đã cảm thấy là tôi không còn nghi ngờ. Riêng tôi thì tôi không nghi ngờ, vì tôi biết rằng nếu tôi không được học lớp hoặc không tìm ra trước sau, tôi cũng bị kiểu được. Bởi đường sẽ cao, cholesterol sẽ lên và ai cũng bị như vậy. Nhưng mà trong chiến tranh thì nó cắt chi, cục chi thì người ta đi ngoài đường. Còn cái cục chi này nằm ở trên giường thôi. Tôi rất là sợ. Và tôi quyết định là sẽ đi học. Và tôi về tôi nói sao sao tôi cũng đi nữa. Và không bị thương nhưng vẫn cứ đi. Và điều ngạc nhiên là tôi xuống tôi thấy tất cả những người bệnh trong một vài một buổi thôi. Kể cả những người không phải là bị tiểu đường mà người ta bị tuyến tụy. Và đi xa lắm tôi đã hỗ trợ thêm. Mà đến hôm sau người ta bỏ xe người ta đi. Và cũng chỉ những cái dĩa rau. Do đó khi mà của Hồng Anh nói, khi tiếng đời nó lên, Hồng Anh nói đây là một gia đình đúng. Sau 3 ngày các anh chị đã có một cái gia đình và bọn tôi rất là yêu quý tất cả những người mà đã từng học và cả những khuôn mặt hôm nay các bạn cũng phải thấy rằng hồi xưa tôi cũng như các bạn, nhưng khi đi vào học rồi mình mới thấy là tất cả những tình yêu thương và sự quý trọng là thầy Bishop và cô Hoàng Anh, bởi vì rõ ràng không có cái gì quý hơn. Và những đối tượng mà có phải học ở đây không phải chỉ người tiểu đường, cả người trẻ và cả những người ăn chay. Và theo tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta từ thiện thì nên tài trợ cho những Nico hay là những sơ để tới đi học cái này, vì người ta tu, người ta xứng đáng để thân tâm người ta, thể tâm trí người ta an lạc. Nhưng mà bây giờ người ta đã bị tiểu đường và bị cholesterol và bị gần như thật. Tôi đến tất cả những cái vị mà coi như là trưởng lão hay là những người mà đứng ở trước gọi là gì à, trụ trì chùa là bị tiểu đường hết, thậm chí như vậy và rất là nguy hiểm. Cho nên cô Hoàng Anh phải có một cái con rất là lớn. Nhưng chúng ta là những người đã được đi học, đừng có giấu mà phải nói nhiều ra đạt chút, và phải ngày nào cũng đối với tôi là niềm vui là khi tôi ngủ dậy đó là tôi kêu cảm ơn đi memo. Và tôi đã biết được là khỏi bệnh một cách ngoạn mục. Và người mẹ của tôi 90 tuổi, trong lúc bà là bị cholesterol lipid thì tôi về tôi giúp cho bà và tôi không cho uống sữa canxi nữa. Thì nay 90 tuổi bà đi rất là nhanh. Nhưng có một hôm tôi xuất hiện khi tôi về bà kêu sao mày chạy quá vậy? Hỏi tôi bị nám rồi. Rồi ăn cái này nó rất là nhanh, da nó cũng trẻ đẹp ra và nó cũng ốm. Hiện nay tôi có 48kg. Nhưng mà tôi rất khỏe, người ta nghĩ là ốm là xấu. Nhưng mà tôi thấy tôi rất khỏe và tôi rất là tự tin. Thì xin báo cáo với các bạn là nên ghi danh và nên học không chần chừ, vì vô thường mà. Và thầy Bishop rất là hôm qua từ bên kia qua bên này. Nhưng mà rất nguy hiểm cho thầy khi thầy nói một điều chống lại các lực lượng bác sĩ thì rõ ràng cái sự mà an toàn của thầy không có. Thầy mong các bạn là học được cái học liền đi cho rồi, đừng chần chừ nữa. Cảm ơn cô. Cô chia sẻ rất là chân thành đúng không ạ? Đôi khi cô Tiên cũng nói
rất là nguy hiểm, thì thật sự thì chúng tôi cũng biết rằng là chúng ta đang làm một cái việc nó cũng hơi khó khăn, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đã có một cái cộng đồng và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang lan tỏa một cái giá trị và một cái chương trình thật sự nó không phải là một cái nghiên cứu của một cá nhân nào, mà nó là cả một cái tập thể cũng như cả một cái cộng đồng, kể cả trên thế giới, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả những cái thách thức cũng như những cái khó khăn đó. Và một lần nữa rất là cảm ơn cô. Dạ mời một chú là người đã tham gia cái tour mới nhất đúng không ạ? Dạ. Dạ, chú chia sẻ một chút xíu. Dạ mọi người. Tôi tên là Đức Anh, là học viên của cái tour thứ 6. Thì đến đây là được 1 tháng 11 ngày. Trong 1 tháng 11 ngày đó là hoàn toàn tôi đã bỏ thuốc hẳn luôn. Cứ là mỗi 1 tháng là tiền thuốc là 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Thì hôm nay là hoàn toàn cái không tích cái thuốc nữa. Mà cái đường huyết rất ổn định. Bây giờ đường huyết là 119-126. Còn hồi trước cũng uống thuốc, nhưng mà cái đường huyết có khi là 168, khi 170, khi 150 mấy. Hôm nay là hoàn toàn. Rồi cholesterol là cũng biến mất. Rồi tôi bị có một cái nữa là hẹp đường hô hấp, bữa nay cũng biến mất luôn. Rồi nè, giờ những ca dòng eo á thì nó xuống được 10 phân. Thì tụt xuống 3 ký nó đứng luôn, không tụt nữa. Thành ra đó là tôi thấy là kết quả rất là tuyệt vời. Thành ra các cô chú mà ngồi đây đó thì cũng là một cái nhân viên. Phải nói rằng á là có một cái phước, một cái đức của đời nào đó, hôm nay tái tạo lại để mà gặp cái phương pháp này. Tôi nói không có quá đâu. Tại vì là những người cái tiểu đường á, mà chu kỳ đã 10 mấy năm rồi buồn lắm. Uống thuốc mà nó nổi lên 1000 mg rồi đó. Mà bác sĩ nói là không xuống nữa là phải chích. Rất là buồn. Thành ra khi mà gặp được phương pháp này đó, lúc đầu cũng giống như là các vị kia đó, không có tin. Nhưng mà cuối cùng trong 3 ngày đó, hoàn toàn không uống một viên thuốc nào nữa, là đường huyết đo nó xuống ổn định, rất là mừng. Thành ra đó là hôm nay là 1 tháng 11 ngày, thì tôi cũng xin là cảm ơn là tiến sĩ Bishwarop một lời chân thành, và cảm ơn là công ty BMO là người đã truyền đạt và hướng dẫn tạo điều kiện cho chúng tôi đến với cái chương trình. Một lời cảm ơn chân thành. Dạ, rất là cảm ơn chú. Cũng là chúc chú là luôn nhiều sức khỏe. Dạ, một thành viên tích cực của tôi 6, nhóm trưởng nhóm 1, anh Thành. Ngày nào cũng post rất là nhiều hình ảnh ăn tập thể dục lên trên cái group của chúng tôi. Dạ, mời anh Thành. Xin chào tất cả các cô chú và các anh chị trong khán phòng ngày hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Tất Thành, tôi là thành viên của khóa 6. Thì tôi cũng giống như cùng với khóa của chú này. Thì đã hơn một tháng rồi, thì đến hôm nay thì tôi cảm thấy là tôi được thay đổi rất nhiều về mặt tinh thần và thể chất. Tôi tới công ty, tôi về nhà với vợ tôi thì mọi người nói tại sao anh vui vẻ như thế. Đó. Bởi vì cái công việc đầu tiên của tôi khi mới ra khỏi trường đại học và làm công việc nó cũng rất là độc hại. Đó là một công việc chuyên về phát triển các sản phẩm kích thích tăng trưởng cho rau và thuốc trừ sâu. Tôi là người làm ra những sản phẩm đó. Hiện nay thì công việc của tôi rất là tốt rồi, nhưng mà chính những cái công việc đó, môi trường đó đã để lại cái di chứng. Đó là được bị rất nhiều các bệnh mãn tính mà các công ty bảo hiểm đã từ chối không bảo hiểm cho tôi. Mặc dù tôi chuyển tiền cứ 4 lần họ khám thì họ hoàn toàn không có nhận bảo hiểm, họ lại trả tiền lại cho tôi. Tôi bị tôi bị rất là nhiều bệnh, đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật, trong đó có những khối u ở bệnh viện ung bướu và bệnh viện Hòa Hảo, thì nó rằng trong não của tôi có những cái bộ phận đã dần dần bị vôi hóa. Vợ tôi rất là buồn. Tôi đã uống thuốc của Vision
của Amway cả gần 2 năm trời, 4 tháng khoảng 15 triệu. Rồi vợ tôi thì muốn chết, nhưng mà vợ tôi nói con nhỏ lắm, anh là thu nhập chính của gia đình. Thế là vợ tôi mua là thịt bò, hải sản, lợn cả, cái thực đơn rất là hoành tráng, cho uống sữa là sữa tốt nhất dành cho những người bị bệnh nặng. Em xua cho người bệnh sáng tối đều nhắc nhở, nhưng mỗi tôi cứ thấy người mệt mỏi kinh khủng, cứ về chiều mà trưa mà không được nghỉ trưa thì gần như buổi chiều hôm đấy không có làm việc gì, cứ 4 giờ là cực kỳ mệt mỏi. Và đến cái giờ này là hoàn toàn tôi mà ngồi được ở đây là cực kỳ là khỏe lắm. Thì tôi chính là vợ tôi thì cứ lo lắng như thế, nhưng mà rất may là vợ tôi bảo thôi bây giờ bó tay, anh vẫn uống vision, vẫn uống thuốc, nhưng mà anh mệt quá thôi, vợ tôi bảo bó tay, vợ tôi cứ leo lên lầu ngày nào cũng đọc kinh, mong là cầu phước cho tôi. Thế mà cũng may, cũng không biết là nhân duyên như thế nào, tôi này được gặp Imimo, rồi gặp cái bạn Nhung đây, bạn thuyết phục rất là giỏi, một người bán hàng rất giỏi. Với hơn nữa là tôi cũng có một kiến thức nền tảng về cái cơ chế mà thuốc trừ sâu nó tác động đến cái tế bào sống của cái con côn trùng nó chết như thế nào. Nên khi thầy giới thiệu, tôi hiểu ngay là à, đây là cái con đường có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Đó, tôi bị thận. Sau khi phẫu thuật 2 tháng vẫn đau nhói, nhưng mà khi từ cái lúc tôi ăn bỏng được 2 tuần thì cái thận của tôi gần như thuyên giảm khoảng 70%, bây giờ gần như là không còn cái cảm giác đau ở cái thận trái nữa. Đó, cái đầu trái tôi nó đau kinh khủng, mà tôi sờ trong cái gáy này này, cái da của mình không phải là da thịt của mình nữa, là của người nào á, nhưng bữa nay tôi cảm thấy nó đúng là của mình. Rồi, có một cái điều cực kỳ hay nữa là tôi bị viêm xoang mãn tính, là cái đờm nó ra rất nhiều, ngày nào mà uống thuốc lâu lâu có phải hỗ trợ thuốc kháng sinh, nhưng mà từ cái ngày ăn đó là không phải thuốc nữa, chỉ cần sáng là cố khạc được mạnh nó ra một xíu này, tôi bảo nó thật là tuyệt vời, không dùng thuốc nữa. Và một cái điều nữa rất hay, cực kỳ hay, là tôi bị viêm nhiệt miệng á, cứ bị nở miệng một tuần nó uống thuốc cái nó lành, xong sau đó một tuần sau lại cứ bị đau lắm, khó chịu lắm, người bực tức lắm. Thế nhưng mà từ ngày đó là hết. Dạ, tuyệt vời. Dạ, tức là đây tôi muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Chứ trước tôi không thể đứng được như thế này đâu, không, đến giờ này là không có năng lượng gì hết. Hết năng lượng rồi đúng không anh? Dạ. Tôi xin cảm ơn các anh chị. Dạ, rất là cảm ơn. Dạ, cũng thêm một trường hợp giống như anh Hạnh là anh Sơn ạ. Tại vì hồi nãy anh nói cái câu bảo hiểm mà từ chối thì đây cũng là một trường hợp anh Sơn chia sẻ một chút xíu về cái việc. Xin chào các bạn, tôi tên là Sơn, tôi năm nay 50 tuổi rồi. Thực ra tôi là một trong những người mà đầu tiên đi cái chương trình đầu tiên ở Việt Nam đấy. Hồi đó tôi bảo là chúng mình là chụp bạch ấy. Chụp bạch là tiên hiển đấy. Cũng không có tin tưởng, nhưng mà sau về thì tôi cũng còn nhiều bệnh lắm, cũng hết rồi. Anh em chúng tôi bây giờ ở đây 170 người hết bị bệnh hết rồi. Tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều thế này. Sau hơn một năm chiêm nghiệm về căn bệnh này thì tôi mới thấy được rằng đó, là cuộc đời đã đem tới cho mình một căn bệnh. Và song song với điều đó thì cuộc đời cũng rất là công bằng, cũng sẽ đem tới cho mình một cơ hội. Căn bệnh thì mình đã nhận rồi, còn cơ hội mình có nhận hay không, đó là quyền của mình. Các bạn nhớ cho điều đó, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Sơn. Và anh Sơn đã chia sẻ một cái mục tiêu rất là rõ ràng là cuối năm nay anh Sơn sẽ chinh phục đỉnh Phan Xipang, đúng không anh? Dạ. Mà cái chia sẻ này là chỉ mới cách đây một năm thôi, anh đã nói rằng là anh không, có nghĩa là khi tham gia hành trình anh nói là anh không thể leo lên nổi lầu. Nếu mà đi lên lầu 3 thì phải nghỉ khoảng 2 lần. Đi lên lầu 3 thôi nghỉ 2 lần, nhưng mà sau 1 năm bây giờ một mục tiêu rất là rõ ràng là chinh phục đỉnh Phan Xipang. Dạ, chúc mừng anh. Và hy vọng là anh sẽ chụp hình ở trên đó để anh gửi cho mọi người, đúng không ạ? Tôi sẽ kể cho mọi người rằng là một người đã từng bị bệnh, đã từng rất là yếu đuối. Yeah. Không đổi mà sẽ làm được việc như vậy đó. Dạ. Anh Tám ở tour đầu tiên, anh Tám có gì muốn chia sẻ một chút không ạ? Tour thành viên tour thứ nhất luôn đó. Đầu tiên cảm ơn thầy Tuyết Rồi Rớp, cô Hoàng Anh cùng các anh chị trong viên mô, cùng với bác sĩ Quốc
nhờ có chương trình mà hôm nay có thể đứng thoải mái vui vẻ vậy. Lúc mới đầu mà phát bệnh á, người rất là yếu. Đi vô công ty chỉ có nằm mà không ạ. Ai lại trình cái giấy tờ còn giấy ký thôi. Dạ, thì cũng tìm rất nhiều loại thuốc để chữa. Nói chung là cũng có thời gian chích insulin nữa. À, rồi có một lần tình cờ thì biết bên BMO tổ chức cái lớp học này thì cũng đi coi thử coi nó làm sao. Thì đi học xong rồi thì thấy thầy cũng giới thiệu sơ qua giống như buổi nay vậy đó. Rồi mới đi học rồi xong rồi ăn. Thời gian đầu ăn rất là khó khăn. Cho nên là nghĩ chắc cũng sẽ vượt qua. Thì sau đó về cái duy trì một năm. Tính nói chính xác ra là 1 năm 1 tháng 3 ngày. Là ngày 3 tháng 4 năm 2015 tới giờ. Thì trong cái thời gian đó đó là 90% là ăn theo chế độ của thầy Kiếp Rớp. Còn lại là chẳng hạn như đi ăn tiệc thì ăn bình thường thôi. Dạ. Thì hiện nay thì em vẫn luôn duy trì cái chế độ ăn đó. Thí dụ buổi sáng dậy là em uống nước 5 loại rau củ quả. Sau đó là ăn trái cây thôi. Ăn trái cây và ăn đậu. Rồi buổi trưa là ăn rau y như thầy nói vậy đó. Ăn rau bự khoảng mấy ký vậy đó. Dạ. Xong rồi buổi tối cũng ăn y vậy. Có khi ăn tiếng đồng hồ, tiếng mấy đồng hồ cũng có. Dạ. Rồi buổi trưa thì ngồi thiền, ăn xong rồi thiền. Buổi chiều 3/7 đi tập yoga. Dạ, thì hôm nay sức khỏe tốt là như vậy. Dạ, rất là cảm ơn anh, chúc mừng anh. Tại vì trong chương trình của chúng tôi á, thì ngoài thầy ra, bác sĩ ra thì chúng tôi có các chuyên gia huấn luyện về trí não cơ thể. Ví dụ như tập yoga như thế nào, chúng ta sẽ thở như thế nào, về nhà chúng ta sẽ thiền định như thế nào. Chúng ta đều có những cái hoạt động đó để hỗ trợ cho học viên sau khi họ trở về nhà. Họ tiếp tục duy trì tất cả những cái phương pháp đó. Thì thật sự là rất là cảm ơn các cô chú anh chị ở đây. Bởi vì tôi nghĩ là thời gian chúng ta cũng không còn. Vì tí nữa các anh chị có thể là hỏi trực tiếp tất cả các thành viên của chúng tôi ở đây. Bởi vì họ đều là những người rất là thật tâm muốn chia sẻ cái phương pháp này. Dạ, và một lần nữa cũng rất là cảm ơn các cô chú các anh chị đã đến đây. Dạ, hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục có cơ hội để trò chuyện với lại các cô chú anh chị. Dạ.